Ok rồi, xin chào mọi người. Ok, chào Phương Chảo, chào Minh Thư. Like cho 2KA phát thấy nó yên bình hẳn. Đội 2K1, 2K2 thì đông đảo quá. 2K3 thì còn hơi ít. Ok, bạn nào đang xem chào thầy cái nào. Có nghe rõ nhìn rõ comment thầy phát nhá. Hôm nay thầy đang thay đổi cái hệ thống livestream, không biết là chất lượng nó có tốt hơn không, âm thanh nó có tốt hơn không. Bạn nào đang xem thì cho thầy biết nhá. Ok, để có vấn đề thì thầy sẽ điều chỉnh nó. Rồi, xin chào nhiều bạn thầy trai họ Nguyễn rồi lại còn đặt cái tên fake như vậy luôn. Rồi. Nhiều bạn tên khó đọc quá nha. Võ Ngô Quỳnh Trần à? Trần tên là Quỳnh à? Tên là Quỳnh hay sao đấy? Tên hơi khó đọc tí. Ok, chúng ta chờ một lát, chắc là một số bạn nó sẽ nhận được thông báo sau một chút. Chúng ta chờ các bạn một chút nhá. Chúng ta chờ các bạn một chút để chúng ta bắt đầu học luôn. Mọi người đã in được hết tài liệu chưa? Mọi người rồi, ok. Rồi, chào mọi người, chào Thoại Từ này, Vũ Thu này, Diễm Hương. Rồi, Phạm Văn Quy xin chào em. Nghe rõ, nhìn rõ rồi, ok. Vậy tuyệt vời rồi. Hôm nay thầy đang test cái hệ thống stream mới. Và 2K3 ra là những bạn test đầu tiên. Cái hệ thống stream này thì nó full HD được, để cho mọi người xem cho nó đẹp ra. Hôm nay thầy mới để chế độ 720p thôi, để cho xem nó đỡ giật. Thì khả năng 720 là mình xem cũng đã rất là nét rồi, đúng không? Cũng không cần là phải chế độ cao hơn, 720 thì nghĩ là rất là nét rồi, để mình xem nó tốt hơn. Mọi người in hết tài liệu để làm chưa? In rồi gì? Hôm nay em ta sẽ có hai cái nhiệm vụ mà làm trong ngày hôm nay các em nhá. Một là nhiệm vụ thầy sẽ hướng dẫn học. Đây là cái rất quan trọng luôn nha. Võ Ngô Quỳnh Trân, ok, xin chào em. Rồi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn học này. Đấy là một cái nội dung quan trọng. Mình phải học đúng phương pháp là một. Hai là lộ trình học thầy sẽ thông báo rõ ràng để cho mọi người nắm được nha. Cái này là bắt buộc mà mọi người phải chú ý cho thầy. Thứ hai là chúng ta sẽ vào cái chuyên đề mở đầu nha. Thế thì lộ trình cụ thể thì lát thầy sẽ trình bày từng chút một nha. Trình bày từng chút một. Nhưng mà thầy muốn là mọi người phải xem kỹ cho thầy cái bài thầy hướng dẫn học ấy, đúng không? Cái bài thầy hướng dẫn học ở cái nhóm mình khi thầy đăng là thầy đã ghim lên rồi, thì mọi người phải xem ở đó để có thể nắm được cái lộ trình học. Thì sau đây là chúng ta sẽ cùng bắt đầu cùng nhau học luôn buổi ngày hôm nay. Ok rồi, chào Quang Thái, Quỳnh Hoa, ok chào em. Rồi Như Lương nào. Thì trước khi bắt đầu nha, mình trao đổi một tí là trong năm lớp 10 khi các em học môn lý thì có gặp khó khăn gì không? Có bạn nào gọi là ở đây bị mất gốc lý không? Hay là bạn nào lại đội tuyển lý nhỉ? Comment cho thầy phát xem nào. Xem là có cái vấn đề thì mình cùng trao đổi nào. Xem là những đối tượng nào mà bạn nào đang học rất là yếu, hoặc là bạn nào mà đang học rất là tốt, comment thầy phát. Để thầy sẽ bắt đầu luôn và thầy sẽ định hướng cho mọi người cách học tập cho nó hiệu quả nhất. Ok. Linh điểm danh. Buổi đầu tiên thì hôm nay chúng ta sẽ không cần linh điểm danh. Từ buổi sau thì sẽ có linh để mọi người điểm danh nhá. Và kiểm tra bài tập. Đấy là hai cái nội dung rất là quan trọng luôn. Ok chưa nào? À ok, Quỳnh Anh em đội tuyển lý 11. À Quỳnh Anh là đang học 2K2 cùng 2K2 luôn đúng không Quỳnh Anh? Quỳnh Anh là bạn ấy hình như đang học 2K2 luôn rồi đúng không? Ờ đây rồi. Ờ, Quỳnh Anh thì đã học hết kiến thức 11 rồi, đang học 2K2 rồi. Ok, các bạn khác thì sao? Rồi, không mất gốc, hay quên công thức. Ờ, rồi. Lo môn lý, em mất gốc lý, rồi. Rồi, ok. Thế thì bây giờ nha, thầy sẽ nói cái lộ trình học của nhóm mình một cách chi tiết để cho mọi người nắm được nhá. Được xem nào, đây, như cái lộ trình học tập của mình là như thế này. Trước tiên thầy chưa nói lộ trình trước mà thầy sẽ nói phương pháp học đã, được chưa? Đối với môn lý của chúng ta ấy thì nó có một cái đặc điểm như thế này. Đặc điểm của môn lý nha, thầy nói đây cho mọi người hiểu này. Đó là kỳ lớp 10 nha, lớp 10 thì chúng ta học hai cái nội dung đơn giản lắm. Đó là lớp 10 thì chúng ta học cơ học, đúng nào, và thêm một ít là nhiệt học,
Ok Được chưa? chưa? Đấy là lớp 10 nhá. Lớp 10 mình học cơ học và nhiệt học. Lên lớp 11 ấy thì mình sẽ học hai cái nội dung là điện cộng từ này và cộng với phần nữa là phần quang học. Được chưa? Điện từ và quang học. Được chưa nào? Rồi, Và lên lên lớp lớp 12. Lớp 12 thì mình sẽ học những cái gì? Cơ, điện, từ, quang và cộng với vật lý hạt nhân. Đó, có nghĩa lên lớp 12 thì là mình học lại tất cả những gì mình đã học lớp 11 nhưng mà học ở một cái level nó cao hơn, nó khác biệt hoàn toàn. Được chưa? Vậy thì với môn lý của chúng ta nhá thì một cái điều để cho các bạn yên tâm là khi mà năm nay với năm nay khi chúng ta học lớp 11, đúng là lớp 11 thì muốn yên tâm là tất cả kiến thức môn lý là mới hoàn toàn. Là mới hoàn toàn. Có chăng thì có sử dụng một chút kiến thức của lớp 10, một chút kiến thức cơ bản lớp 10 thôi, không có cái gì gọi là khó khăn. Thế nên nha, thầy nhắc lại, bạn nào mà lớp 10 mà học yếu, đúng chưa? Hay là tiếng bị mất gốc à? À tiếng bị vọng à? Tiếng hơi vọng, ok. Rồi, để thầy xem là sao tiếng nó bị vọng nha. Thầy sẽ điều chỉnh. Được chưa nào? Hơi vọng à, hơi vọng à. Ok, được rồi, nếu mà có nghe được ổn chưa? Đây thầy vừa chỉnh lại cái mic, chắc là nó gần cái hốc bàn quá. Thế nên là nghe nó hơi vọng vọng một xíu. Được chưa? Ok Được chưa? chưa? Các Các bạn bạn đừng đừng có để full loa nha, nha. để loa nhỏ một chút, đúng không? Rồi. Rồi thì hôm nay là buổi đầu tiên nên có thể nó có lỗi nhá thì chúng ta cứ tiếp tục thôi. Nếu mà nó có vấn đề gì thì lát thầy ra thì chỉnh sau. Chắc là mọi người cũng nghe được rất là ổn đúng không? Đúng chưa? Hơi vọng một xíu thì giờ thông cảm cho thầy một chút, thầy sẽ điều chỉnh nó rất là trong buổi sau thôi. Nha, chưa đỡ mất công mình tắt stream thì mình lại khắc phục. Ok Được chưa? chưa? Nha. Rồi. Đừng 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 để quá to quang thái nhá, đừng để quá to cái âm lượng của các em giảm nó xuống, đừng để vào mắc volume, để volume đừng có mắc volume là được. Rồi, Rồi, ok ok được được chưa? chưa? Rồi thì thầy nói luôn, ta đang nói dở câu chuyện là không có bạn nào sẽ là mất gốc ở cái thời điểm này cả, bởi vì chúng ta học là mới hoàn toàn. Ok Được chưa? chưa? Thế thì bây giờ thầy sẽ dạy cái gì? Trước tiên nha, thầy nói luôn là vật lý của chúng ta thì dùng cực kỳ nhiều kiến thức về phần toán học. Đấy, dùng cực kỳ nhiều kiến thức toán học. Vì vậy, những cái nội dung toán học như là gì? Giải phương trình này. Đúng không? Không Giải giải phương phương trình. trình. Hay là việc gì nhỉ? À, chúng ta Biến biến đổi. đổi. Biến đổi. Thì cái này là các bạn phải tự tự học. Đúng không? Ví dụ là giải phương trình bậc nhất, bậc hai hay là giải những cái hệ phương trình đơn giản thì mọi người phải tự làm, tự học. Đúng chưa? Nếu bạn nào mà Còn còn quá quá yếu yếu cái cái phần phần này thì thầy lời khuyên thầy là nên học cẩn thận lại, cẩn thận lại môn toán. Môn toán nha. Thì thầy chỉ yêu cầu là mọi người nắm được kiểu thầy. Thứ nhất là các bạn biết giải phương trình. Thứ hai các bạn biết những phép biến đổi như là nhân chéo này, hay là rút gọn căn thức này, hay là bình phương, tất cả những cái biến đổi đơn giản như vậy thì mọi người cần phải nắm được. Còn lại là ok nha. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ nào, bây giờ thầy sẽ nói cho các bạn đầu tiên là làm sao để các bạn học tốt được. Được chưa nào? Rồi thì trong quá trình chúng ta học tập ấy thì nó có một cái thứ nó rất là đơn giản. Rất nhiều bạn thì là biết cái điều này nhưng một số bạn thì cũng rất nhiều bạn là không biết cái nội dung này. Được chưa? Thầy Thầy chỉ chỉ cần các em biết những kiến thức cơ bản cần môn muốn toán thôi, thầy sẽ dạy hết. Được chưa? Các em xem là năm vừa rồi rất nhiều anh chị 2K1 ấy báo điểm với thầy mất gốc 9 điểm lý. Đúng nào? Bởi vì là thứ nhất thầy rất tin là mọi người có thể làm được. Được chưa? Không có cái gì là không làm được cả. Quan trọng là mọi người là có tin tưởng khả năng của mình không. Ông nào còn ngay khả khả năng năng của của mình mình mà còn không tin thì ai tin nữa. Rồi, rồi thế thế thì thì trong quá trình học thì mọi người cần lưu ý nó có một cái mô mô đồ đồ như như sau. sau. Đây. Có mô đồ như sau Sao nha. nha. Đây này, đầu tiên thầy nói phương pháp học đã, sau đó thầy sẽ nói đến phần phần kiến thức sau. Cái phần này rất quan trọng luôn. Đây. Thầy chia ra cho các bạn nhìn nha. Đây, ở cái tầm đầu tiên này là nghe. Chưa? Tầm dưới này thì là nghe này, làm này. Tầm cuối cùng Cùng này này.
là dạy người khác, cuối cùng là nghĩ nghĩ ra. Đấy, thì đây này. Khi mà các em học một cái đơn vị kiến thức bất kỳ nhá, các bạn lưu ý, khi bạn học một đơn vị kiến thức bất kỳ mà các bạn chỉ nghe nó thôi thì các bạn chỉ hiểu được cái phần chót này thôi, nhưng hiểu rất ít, người ta nói là chỉ cỡ 20% thôi. 20%. Được chưa? 20%. Nếu các bạn làm nó thì các bạn sẽ hiểu được nhiều hơn, cỡ 50%. Được chưa? Đó, nếu các bạn rất hiểu rồi, các bạn mang đi dạy người khác, các bạn sẽ nắm được 80%. Thế còn những cái gì mà do các bạn nghĩ ra thì các bạn sẽ hiểu được tối đa 100%. Ok chưa? Đấy. Thế thì tại sao trong quá trình dạy kiến thức cho các bạn thì thầy luôn phải cố gắng tìm tòi nghĩ ra những cái bài mới, hay như lên lớp 12 khi mà các em học với thầy thì thầy có cực kỳ nhiều phương pháp mới, pháp mới nha, phương pháp mới này, lạ này và rất đơn giản cho mọi người học, thì như lúc đấy thì thầy mới là người chiếm lĩnh được cái kiến thức này. Thế thì ở đây khi chúng ta học cùng nhau ấy, hoặc là các em học trên lớp thì thường các em chỉ nghe thôi, sau đó là em bỏ đó về nhà em không học, có nghĩa em bỏ qua cái bước hai này, thì em chỉ nắm được 20% thôi. Em nắm 20% thì có nghĩa là em chỉ hiểu sương sương thôi. Vậy muốn hiểu trọn vẹn thì chỉ có cách là gì? Muốn hiểu trọn vẹn chỉ có cách là gì? Em phải nghe cái kiến thức đó 5 lần, và chẳng ai thì đủ kiên nhẫn để nghe lại cái kiến thức này 5 lần cả. Vì thường là khi nghe đi nghe lại là mình rất là chán. Các em hiểu không nào? Mình rất là chán. Đúng không nào? Vậy thì muốn hiểu hiểu hơn cái nội dung này thì mình phải làm nó. Thường thì học sinh thì đạt đến cái level là làm. Đúng là 50%. Vậy thì ở đây các em thấy là 50% là sao? Có nghĩa là khi các em làm một bài thì muốn hiểu được trọn vẹn kiến thức và vận dụng nó tốt thì em phải làm hai lần, bởi vì 50% mà nhân 2 thì là 100%. Em sẽ hiểu trọn vẹn cái kiến thức đó. Đấy, mình cứ nói nôm na là như vậy để cho mọi người dễ hiểu. Vậy thì với các bạn 2K3, lời khuyên thầy là tối thiểu các bạn phải đạt đến cái level là làm. Thế còn dạy là như thế này. Thầy nói luôn là các bạn càng chia sẻ nhiều cho người khác, càng giúp đỡ người khác thì các bạn sẽ càng nhận lại nhiều. Phải không nào? Ví như thầy chẳng hạn. Đúng không? Bản thân thầy giúp đỡ càng nhiều học sinh thì càng được nhiều các bạn học sinh yêu quý. Càng nhiều học sinh yêu quý thì các bạn đăng ký khóa học thì thầy lại nhận nhận về phần của mình. Ok không nào? Đó, thì các bạn lên lớp có thể tự tin chia sẻ mọi kiến thức mình học được cho mọi người. Có thể đúng, có thể sai, tự tin chia sẻ. Thế hôm nào sai thì mình sẽ biết là mình sai, mình sửa. Còn đúng thì các bạn học được, nhưng mà các bạn này, thằng nghe các bạn giảng kiến thức đấy nó chỉ học được 82% thôi, nhưng các bạn dạy các bạn lại nhận lại 80% kiến thức đó. Vậy là các bạn mới là người nhận được cái món quà cuối cùng. Hiểu không nào? Thế là chia sẻ đừng có ngại ngùng. Ok không nào? Đó, đấy là một cái. Đấy là một cái nha, thầy nhắc nhở mọi người là ít tối thiểu các bạn phải đặt cho thầy hai cái level là nghe và làm. Được chưa? Nghĩa là đi học lắng nghe, em rất chú ý lắng nghe mà em không học giỏi, đúng rồi, em không làm, em phải làm nó chứ, còn em chỉ nghe không thì làm sao mà em giỏi được. Về nhà em phải làm, và làm như là em phải làm tối thiểu hai lần. Đúng là em rất là thông minh rồi nhưng em phải làm hai lần, bởi vì làm một phát em chỉ hiểu 50% thôi. Nhưng đây là đây là cái mô đồ mà cả thế giới người ta biết, nhưng Việt Nam mình thì lại không dạy cho học sinh, nên là học sinh đôi khi lại quên những cái điều quan trọng như thế này. Được chưa? Đấy là một. Cái thứ hai là trong quá trình học tập các bạn phải có cái mục tiêu của mình, và cụ thể là mục tiêu về điểm số. Đúng chưa? Điểm số. Một số ông học ấy, thầy nói luôn, đa số những bạn mà học kém hay là kết quả chưa cao thì đơn giản là các bạn lười. Mà các bạn lười thì bắt đầu là từ cái mục tiêu của các bạn là không có. Chưa bao giờ các bạn đặt mục tiêu trong năm học này, môn lý chẳng hạn, điểm các bạn phải là bao nhiêu. Các bạn không đặt ra cái mục tiêu như vậy. Thì khi các bạn đi thi về, các bạn được 7, các bạn bảo ôi thấp, sao mình phải sửa. Nhưng mình các bạn không mục tiêu, các bạn chả biết là lần sau mình phải phấn đấu đến mấy điểm để mình đạt được cái mục tiêu này. Ví dụ kỳ này mình đạt ra 9 phẩy môn lý. Đúng không? Mà bài thi đầu tiên bạn được 8, vậy thì cái bài tiếp theo bạn phải được 10, để 10 cộng 8 nó bằng 9. Vậy thì khi các bạn có mục tiêu, các bạn biết là mình phải phấn đấu đến mức nào để đạt được cái mục tiêu về điểm số của mình. Đây là cái cực kỳ quan trọng luôn. Đây là cái cực kỳ quan trọng nha, để có thể giải quyết được cái vấn đề về điểm số của bạn. Và sau này trong cuộc sống thế, việc gì mình làm mình phải có mục tiêu. Hiểu không nào? Có mục tiêu dài hạn, mục tiêu ngắn hạn, nhưng mà trước tiên là các bạn phải đặt ra một cái mục tiêu. Ví dụ, bạn nào đang rất là yếu môn lý, năm vừa rồi điểm rất thấp. Nay mình đặt mục tiêu là mình học đẹp trai hơn, đúng không? Mình phải là thuộc dạng khá của lớp. Bạn nào đã khá đặt mục tiêu năm nay mình phải top 10.
đúng không? Bạn nào mà top 5 rồi, năm nay mình top 1 môn lý, không ngắn cả. Ok chưa? Thì đấy là cái nội dung mà thầy muốn chia sẻ các bạn, là các bạn phải có hai cái này nha. Được chưa? Hai cái này. Và học với thầy thì phải rõ ràng là. Được chưa? Rồi, thì trong khóa học thì thầy trình bày cho các bạn như sau. Là với một cái bài học thì thầy sẽ dạy như sau. Một cái bài học thì thầy sẽ chia nó ra làm, thầy nó chia làm 3 phần. Phần 1 là thầy dạy lý thuyết. À xin lỗi, thầy sẽ chữa bài cũ. Phần 2 là thầy sẽ dạy lý thuyết bài mới. Và phần 3 là thầy sẽ chữa ví dụ bài mới, ví dụ của bài mới. Đấy, một bài học của thầy ấy thì bao giờ nó gồm có 3 phần như này. Là thầy sẽ chữa những cái bài cũ của các bạn. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái lý thuyết để giải quyết cái dạng mới, cùng là chữa ví dụ. Ok chưa? Tùy thuộc vào từng bài, tùy thuộc vào từng dạng mà thời lượng của 3 phần này nó có thể khác nhau. Nhưng mà cái phần chữa bài sẽ rất là quan trọng. Ok chưa? Rất quan trọng. Và muốn đạt được hiệu quả thì các bạn phải về nhà làm. Chỉ cần các bạn lười một ngày thôi nhá, lười một ngày thôi thì các bạn thấy là ngay buổi sau mình học mình đã bị bay đi rất là nhiều rồi. Ok chưa? Đó. Thế nên mọi người lưu ý cho thầy nha, là ba nội dung như này, và muốn học được hiệu quả thì các bạn về nhà phải làm bài tập, để đến khi chữa bài thì chúng ta cùng nhau chúng ta học. Cùng nhau chúng ta học thì nó mới hiệu quả nhất. Được chưa nào? Đó, thì đấy là một cái buổi học của chúng ta thì thường là có ba nội dung như thế này. Ba nội dung như này thì dần dần quá trình học mọi người sẽ nắm thôi. Được chưa? Rồi, những cái chi tiết cụ thể trong nhóm thì thầy trình bày như vậy. Còn lại một số thứ khác thì thầy đã trình bày qua ở trên cái bài thầy đăng rồi. Hôm nào chúng ta nhận tài liệu này. Cái tài liệu này thì chúng ta sẽ dùng trong vòng 2 tuần. Thế nên tuần này thầy sẽ không gửi tài liệu mới nữa nha, tuần sau ta vẫn dùng tài liệu này. Ok chưa? Rồi. Và tất cả bài tập thì thầy nói luôn là thầy sẽ dạy từ đơn giản nhất, được chưa? Đơn giản nhất tới mức độ thi học sinh giỏi luôn. Được chưa? Thi học sinh giỏi luôn. Đó, thầy sẽ dạy từ đơn giản nhất tới thi học sinh giỏi. Và nghe cho kỹ này. Từ mức độ dễ lên mức độ học sinh giỏi thì thầy sẽ dạy như sau. Càng dễ thầy chữa càng chi tiết. Lên cao dần thầy sẽ chữa nhanh hơn. Và những bài khó thì thầy sẽ hướng dẫn cách giải. Được không nào? Đó, thì đấy là cái cách học của chúng ta. Bài khó thì bạn nào hỏi bài khó thì bắt buộc bạn ấy phải nghiên cứu bài đó, suy nghĩ bài đó rồi, chứ không thể gặp bài khó phát hỏi thầy luôn, thầy không đồng ý được đấy. Thế còn những bài dễ mà hỏi thì thầy ok. Vì sao? Vì bạn đấy chưa hiểu vấn đề, bạn muốn hỏi lại thì đi hỏi bài dễ được, thầy sẽ hướng dẫn cặn kẽ. Còn bài khó nha, suy nghĩ kỹ rồi thầy hướng dẫn cách giải và tự vận dụng. Ok chưa nào? Rồi đấy, thì đấy là cái mà thầy sẽ nói trong lớp ta. Rồi hôm nay em ta sẽ bắt đầu buổi đầu tiên. Mọi người đã in được tài liệu chứ nhỉ? Đây bài tài liệu đấy nha. Rồi, tài liệu này nếu mà bạn bè mình mà nó muốn xin thì cứ share cho nó thoải mái. Đúng là câu chuyện là gì? Mình càng cho nhiều thì mình càng nhận lại nhiều. Thế nên không có gì phải ngại ngùng cả. Hiểu không các em? Cứ chia sẻ cho mọi người thoải mái. Được chưa nào? Rồi, hôm nay ta sẽ vào cái chuyên đề đầu tiên. Chuyên đề số 1 về điện tích và định luật Coulomb. Chương 1 của chúng ta và chương số 2 thì chúng ta sẽ làm việc với một cái phần rất quan trọng. Đó là điện. Thì ngày nay thì chúng ta sẽ là điện thì trong cuộc sống mình nó có quá nhiều rồi. Đúng không? Mất gì cũng được, đúng không? Mất người yêu, mất bạn bè rất là buồn, nhưng mà mất điện là cái khổ nhất trên thế giới này. Đúng là người ta thấy là mất điện là mất hết. Mất điện là không có wifi, điện thoại cũng hết pin, điện không có, tivi không có. Ok chưa nào? Thì mất điện là cái rất là căng luôn. Đúng chưa nào? Thì buổi đầu tiên này ta sẽ làm về điện. Thì cái điện mà chúng ta hay dùng hàng ngày các em nhé, thì người ta gọi nó là dòng điện. Dòng điện. Thế thì mọi người cứ tưởng tượng là dòng điện nó giống như dòng gì? Giống như dòng nước. Đúng là dòng điện giống dòng nước. Dòng nước thì là dòng chảy của các phân tử nước. Thế còn dòng điện thì là gì? Dòng điện thì là dòng chảy của các phân tử điện. Đó, các phân tử điện. Thế thì chuyên đề 1 này chúng ta nghiên cứu về điện tích. Điện tích nó giống như là gì? Một giọt nước ở trên cái dòng nước. Thế còn điện tích của chúng ta là một phần tử điện trên cái dòng điện. Có nghĩa là chúng ta chưa nghiên cứu về điện nó chạy như thế nào, đúng không? Nó tạo ra những cái gì? Tại sao đèn sáng? Nó chưa nói cái đấy. Chúng ta nói ra điện tích là cái nhỏ nhất để tạo ra cái điện của chúng ta dùng hàng ngày. Ok chưa nào? Lên lớp 12 chúng ta nâng tầm cái này lên một cái level mới. Đó là điện của chúng ta dùng hàng ngày. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến cái điện đơn giản thôi. Là điện tích ở trong cái dòng điện một chiều. Nếu một số bạn nghe rồi thì biết là điện một chiều chính là điện mà chúng ta dùng trong một số cái thiết bị. Ví dụ như là pin điện thoại này, pin đồng hồ này,
hay là cái pin con thỏ này, thì đấy là pin của những cái nguồn điện 1 triệu. Đó, thế còn điện mà chúng ta dùng trong các ổ điện hàng ngày hay các thiết bị điện mà phổ thông không, thì thường là điện xoay chiều. Chiều. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ nói về điện tích. Đúng chưa? Điện tích. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về điện tích thì trước tiên bây giờ thầy muốn hỏi các bạn một câu, mọi người comment cho thầy biết là không biết là môn hóa thì mọi người học như thế nào. Comment cho thầy một tí để thầy biết cái level môn hóa. Môn hóa thì mọi người học như nào? Comment thầy biết là lớp 10 học hóa thì đã học như thế nào rồi. Comment thầy xem là cái trình độ như thế nào được không? Bởi vì là bài đầu này thì mình nhắc đến một chút liên quan đến môn hóa học. Nào xem nào. Nào comment thầy xem là môn hóa thì mọi người học có vấn đề gì không? À khá ổn à. Ờ đây đa số là khá là ổn đây này. Được chưa? Rồi thế nếu mà biết một chút về hóa, đúng không? Mà thậm chí cả thằng nào học rất yêu hóa. Úi giời Quang Thái em học sinh giỏi hóa. Được, đẹp trai đấy. Thế thì bạn nào học rất kém về hóa thì cũng biết, đúng không? Đầu năm lớp 10 mình học cái nội dung quá đơn giản luôn thì các bạn cũng phải biết là trong một cái nguyên tử hay phân tử. Đúng không? Trong một nguyên tử phân tử ấy, thì nó phân ra làm hai cái thành phần, hai bộ phận là lớp vỏ, đúng không? Và lớp gì? Lớp hạt nhân. Đúng không? Lớp vỏ và lớp hạt nhân. Thế lớp vỏ là cái gì? Lớp vỏ là chứa các electron. Electron. Đúng nào. Còn lớp hạt nhân thì chứa cái gì? Chứa proton và neutron. Đây là hai cái hạt. Đúng chưa nào? Đấy. Đúng chưa? Rồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là có ba cái loại hạt là electron, proton và neutron. Đúng chưa? Trong ba cái bốn này nha, trong ba cái bốn này thì thằng electron là thằng này mang điện âm. Điện âm. Đấy. Và cụ thể là một e thì có điện tích là -1.6 nhân 10 mũ -19 coulomb. Đấy, đấy, coulomb. Cái chữ C này là gì? Đấy, cái chữ C này là gì? Đấy, chữ C này. Chữ C này chính là đơn vị nha. Chữ C là chính đơn vị. Chữ C này chính là đơn vị. Đây, cái chữ C này chính là đơn vị. Và đấy chính là tên của nhà báo học Coulomb. Đấy. Ở trong sách giáo khoa thì viết hẳn là Coulomb. Thầy không đồng ý cái việc này. Bởi vì tên người ta là phải viết tên riêng. Đấy, thì đây, tên của ông chính xác là Coulomb. Ông này là người Pháp. Đấy, ông này người Pháp nha, bạn thân của Zinedine Zidane. Đấy, ông này là ông Coulomb. Tên nó phải rõ ràng như thế. Được chưa? Tên rõ ràng là Coulomb. Thì đây là cái đơn vị của điện tích. Được chưa? Rồi. Không biết gì luôn à? Ok, không biết gì thì cứ nghe đây. Đấy nha, nhớ này. Vậy thì cái kiến thức đầu tiên mọi người phải nhớ thầy là một electron có điện tích là -1.6 nhân 10 mũ -19 Coulomb. Và Coulomb là đơn vị để đo điện tích. Đo điện tích. Được chưa nào? Tiếp theo là thằng proton. Được nha, proton. Các bạn phải biết từ bây giờ vì lên lớp 12 thi đại học là chắc chắn thi cái này luôn. Được chưa? Chắc chắn là thi cái này luôn. Tiếp này. Rồi. Proton, proton là gì? Proton thì mang điện dương, đúng không? Mang điện dương. Và cụ thể nha, cụ thể này là gì? Một proton có điện tích là bằng dương 1 electron, dương 1 e. Cái này về dấu ấy thì có thể là nó không chuẩn. Đúng nào? Nhưng mà các bạn phải hiểu cái này nó sẽ là điện tích dương. 1.6 nhân 10 mũ -19 cũng Coulomb. Đúng chưa nào? Đấy, hai cái này, một thằng tích điện âm, một thằng tích điện dương. À, tích điện âm, một thằng tích điện dương. Thế còn gì? Thằng neutron. Không. Thì bốn này là gì? Là không mang điện. Được chưa? Bốn neutron thì bốn này là không mang điện. Nên là rất là yên tâm luôn về cái ông neutron này. À, rất yên tâm về ông neutron là ông không mang điện luôn. Ok chưa? Chưa? À, không mang điện. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xét đến cái câu chuyện của ông ta là
Điểm đầu tiên, thầy sẽ nói về cái tính chất đầu tiên, đó là điện tích đơn vị. Điện tích đơn vị. Thì đơn vị này gọi là gì? Đơn vị, tại sao lại gọi là điện tích đơn vị? Ví dụ thầy nói là gì? Điện tích đơn vị thì thầy sẽ mô tả thông qua ví dụ như tiền của Việt Nam ta, đúng không? Bây giờ tiền nó có rất nhiều mệnh giá luôn, có rất nhiều mệnh giá, 500.000, 200.000, 100.000, 20.000, đúng không? 50.000, đúng không? Và nhỏ nhất mà bây giờ chúng ta thường dùng thì ví dụ là 500 đồng đi, đúng không nào? 500 đồng. Thế thì 500 đồng này thầy sẽ gọi nó là tiền đơn vị hay gọi là Việt Nam đồng đơn vị, ví dụ như thế. Tại sao gọi như thế? Bởi vì đấy được gọi là đấy là cái mệnh giá tiền nhỏ nhất. Và tất cả nha, nghe này, tất cả những cái đồng tiền khác của chúng ta nó phải là nguyên lần của 500 đồng. Hiểu không nào? Ví dụ một thằng bảo là trong túi tôi có 1.000 đồng. Ok, 1.000 đồng chia cho 500 đồng. Sao? Chính xác, thằng này không nói phét. Nhưng mà thằng nào bảo là trong túi tao đang có 600 Việt Nam đồng thì là thằng đấy nói phét. Bởi vì điện tích đơn vị, tiền đơn vị của mình là 500. Ok chưa nào? Thế thì trong phần điện này thì điện tích đơn vị nó chính là 1E hoặc là gì? Là 1P. Có nghĩa là một thằng nào đấy mang điện thì nó sẽ là gì? Nguyên lần của số electron hoặc nguyên lần của số proton. Nguyên lần của E hoặc là nguyên lần của P. Nếu mà một thằng bảo là tao tích điện cho một cái vật và vật đấy là 1,7 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb, đúng không? Thì trước tiên mình nhận định thằng này là điện tích dương, không có gì. Nhưng mà thằng này này, nó không gì, nó không gấp nguyên lần cái 1,6 này, đúng không? Nếu mà anh nói là tôi đang tích cho nó là dương 2 proton hoặc là dương 3 proton thì như thế mới đúng. Chứ còn 1,7 này nó không chia cho 1,6 thì nó không thể gọi là cái này, đơn vị điện tích này là sai, là không có thật trong tự nhiên. Ok chưa nào? Nếu mà là mình làm bài tập, được chưa? Mà ra là 1,7 nhân 10 mũ trừ 19 thì cái điều này là không đúng. Cái này không đúng, bởi vì nó vi phạm là nó không phải là nguyên lần của điện tích đơn vị. Điện tích đơn vị nha, điện tích đơn vị các bạn nhớ thầy là 1E hoặc là 1P. Tất cả những thằng khác mang điện nó phải là số nguyên lần của hai cái số này. Nguyên lần của hai số này. Ví dụ ông nào bảo là tôi là 3,2 nhân 10 mũ trừ 19. Ok, gấp đôi. Thằng này chuẩn. Đúng không? Thì cái này đơn giản là ông đang tích điện cho nó là 2P. Đúng nào, 2P. Đấy, thì giống như tiền tệ thì cái này nó cũng như thế. Được chưa? Đấy là cái nội dung đầu tiên cho mọi người nắm được là điện tích đơn vị. Thứ hai là chúng ta sẽ nói đến cái những cái vật trung hòa điện. Vật trung hòa điện. Vật trung hòa về điện. Đấy, vật trung hòa về điện là cái gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải nói ở đây cái tính chất về vật trung hòa điện. Thì khi mà các bạn học ở chương trình hóa lớp 10 thì các bạn có thể gặp ví dụ một cái nguyên tố, thầy lấy một cái thằng như thằng là heli 24, đúng không? Viết như này, heli 24. Thì heli 24 này thì thầy rút ra đơn giản là gì? Nó có 2 electron, đúng chưa? Nó có 2 proton, đúng chưa? Và nó cũng có 2 neutron, đúng chưa? Thằng neutron này thì điện tích của nó là bằng 0, đúng chưa? Thằng này điện tích là bằng 0. Thằng proton thì điện tích của nó là dương 2E, đúng không? Thằng này thì là 2E. Thế mà E mới dương E cộng lại. Vậy thì nếu mà thầy xét tổng cái này thì điện tích nó bằng 0. Được chưa? Điện tích nó bằng 0. Đấy, điện tích bằng 0. Thế thì vật trung hòa điện là gì? Thì thầy phải giải thích cho mọi người đây. Vật trung hòa điện là gì? Vật trung hòa điện chỉ đơn giản là thứ nhất, vật đấy có mang điện không? Có đây, ví dụ như thằng heli này, nó có 2 điện tích âm và có 2 điện tích dương. Nó có mang điện nha, nó có điện ở bên trong nó. Tuy nhiên, số điện tích dương và số điện tích âm của nó là bằng nhau. Vì vậy tính tổng cộng thì nó chỉ là 0 coulomb thôi. Được chưa? Nên người ta gọi nó là vật trung hòa điện. Thế còn hỏi là ở bên trong vật này thì có điện tích dương, điện tích âm không? Thì câu trả lời là có. Chẳng qua là gì? Số điện tích dương và điện tích âm của nó bằng nhau. Vì vậy nó trung hòa điện. Nào, đây là hai cái kiến thức cơ bản nhất để chúng ta sang cái phần tiếp theo là cách để tạo ra điện tích. Thầy muốn hỏi mọi người là phần này ok chưa? Có câu hỏi gì không? Comment thầy. Nếu mà còn thắc mắc thầy giải thích. Ok chưa? Để chúng ta sang cái nội dung tiếp theo. Sang nội dung tiếp theo.
Nào comment thầy phát nào. Học là phải chịu khó comment nhá. Lăn tăn gì phải hỏi luôn, đừng có ngại, hiểu không nào? Đừng có ngại ngùng gì cả. Ok rồi đúng không? Rồi. Hôm nay phải làm sao lớp mình là học lý chúng nó thật chất. Đấy, thật chất. Được chưa? Để mục tiêu sang năm là phải 9 cộng hết thi đại học nha. Thì đại học nó mới là cái gọi là cái quan trọng nhất, thì mục tiêu là 9 cộng thi đại học. Đấy, mục tiêu của chúng ta sẽ 9 cộng thì đại học, nó phải như vậy. Năm nay thầy sẽ đẩy đẩy cho các bạn và sang năm chúng ta sẽ bắt đầu chương trình sớm luôn. Ok chưa? Diễm Hương thầy giảng lại phần 2. Phần 2 nhá, thầy chỉ nói đơn giản Hương như này thôi, là vật trung hòa điện thì trong một cái nguyên tử nha, thì số E nó luôn bằng số P. Đó. Trong một nguyên tử hóa học thì người ta luôn quy định như thế này rồi, các bạn học hóa lớp 10 biết rồi. Số electron thì luôn bằng số proton. Vì hai cái này nó bằng nhau, số E và số P nó bằng nhau. Vậy là số điện tích dương thì bằng số điện tích âm. Vì vậy cộng tổng lại thì điện tích của nó bằng 0. Đó, cộng tổng lại điện tích bằng 0. Vậy thôi nhá. Cái đấy thì khá là đơn giản. Nào bây giờ ta sẽ nói đến là điện tích. Thì điện tích nó từ đâu ra? Điện tích từ đâu ra? Thì bây giờ mình sang phần 3 là cách tạo ra điện tích. Được chưa? Cách tạo ra điện tích. Cách tạo ra điện tích. Thế thì trước khi nói về cách tạo ra điện tích ấy, thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện là có mấy loại điện tích. À, số 1 là có mấy loại điện tích. Thì chúng ta vừa nói ở khi nãy anh biết rồi, có hai loại điện tích là điện tích dương và loại thứ hai là điện tích âm. Điện tích âm. Nào thì bây giờ nghe cho thầy một cái nội dung quan trọng nha. Bây giờ giả sử thầy có một cái vật và nó trung hòa về điện, ví dụ là nguyên tử hydro đi, gồm có electron, electron bay xung quanh là lớp vỏ, ở bên trong thì gồm proton và neutron. Đây, electron thì cứ bay lòng vòng bên ngoài thôi, e bay lòng vòng bên ngoài. Đây, ông bay lòng vòng đây. Ok chưa? Bay lòng vòng đây. Còn P L là ở bên trong. Thằng E này các mọi người nhớ là tích điện âm nha. Đúng không? Thằng P này thì tích điện dương này, mọi người nhớ giúp thầy này. Còn N này là không tích điện. Ok chưa? Thì khi mà các bạn học môn hóa thì các bạn biết rồi, electron là một cái thằng nó nằm ở lớp ngoài cùng. Đúng chưa nào? Thì electron là thằng dễ bị bay đi. Dễ bị bay đi. Có nghĩa là electron là một cái thằng rất linh hoạt, E nó có thể di chuyển. Đó, E nó có thể di chuyển. Thế còn proton và neutron thì là hai cái bố ở trong lớp lớp hạt nhân. Nó ở trong gọi là lớp lõi ấy. Nó rất khó có thể di chuyển. Và muốn di chuyển thì phải sử dụng cái năng lượng cực kỳ lớn liên quan đến phần năng lượng hạt nhân. Chúng ta sẽ không nói ở đây. Vì vậy, chốt lại là gì? Chỉ có electron là thằng được di chuyển thôi. Chỉ có electron là thằng được di chuyển thôi. Thế thì di chuyển nó sẽ có hai kiểu di chuyển. Kiểu số 1 là electron của hạt nhân nó bay đi, nó bay đi. Ví dụ cái electron này nó bay đi. Bay đi. Electron này nó bay đi chỗ khác. Vậy thì lúc này thầy đang nói là hạt nhân của chúng ta bị mất e. Mất e. Mất e thì lúc này nó sẽ tích điện dương. Đó. Phải hiểu nha, mất e thì lúc này nó sẽ tích điện dương. Các bạn phải hiểu câu chuyện này. Các bạn phải hiểu câu chuyện này. À, mất e thì là mất gì? À, ừ, neutron nó bằng 0. Rồi thằng Quang Thái mày, thằng này đội tuyển hóa thật, soi kỹ thật. Thầy lấy ví dụ tổng quát đúng không? Neutron nó bằng 0, đúng rồi, hero 1-1. Nhưng mà thằng Quang Thái nhá, hero nó có hai đồng vị, đúng không? Còn là deuteri và tritri, là hai cái đấy lại có neutron đấy nhá. Rồi, nào, cái này nha, thầy đang nói lại câu chuyện là electron của chúng ta nó bay đi. Khi nó bay đi thì nó mất e, có nghĩa là nó mất điện tích âm. Khi nó mất đi cái âm thì nó tích điện dương. Và ngược lại, nếu mà electron bay đến, à, đây, bay đi là gì? Cái electron ở đây, nó bay đi sang chỗ khác, bay mất sang chỗ khác. Còn bay đến là gì? Có một cái e khác ở một cái nguyên tử nào đấy, nó bay đến, nó nhập vào cái hạt nhân này. Thì lúc này, nó không phải mất e mà nó nhận thêm e. Thì lúc này nó sẽ tích điện gì? Tích điện âm.
Các bạn hiểu không nào? Các bạn hiểu không nào? Không bao giờ có chuyện là proton bay đi hoặc proton bay đến. Được chưa nào? Câu chuyện chỉ xoay quanh electron thôi. Vì vậy, nếu điện tích của chúng ta electron mà bay mất đi, có nghĩa chúng ta mất điện tích âm, thì lúc này tích điện dương. Thì lúc này cái hạt nhân ở lại ấy là xin lỗi, là tích điện dương. Mất đi điện tích âm là mất e, thì hạt nhân ở lại sẽ tích điện dương. Ngược lại, nếu mà electron ở chỗ khác bay đến, nó nhận e, thì lúc này tích điện âm. Nào, cái chỗ này là các bạn phải hiểu rất rõ trước khi chúng ta nói vào cái câu chuyện là có những cách nào để tạo ra điện tích. Sau đó mình nói đến phần cuối cùng quan trọng nhất bài ngày hôm nay là những cái loại tương tác về điện. Nào, phần này ok chưa? Đây, hai cái trường hợp mà thầy nói đây ok chưa? Có ai lăn tăn gì không? Comment thầy phát nào. Comment thầy phát nha, không hiểu chỗ nào chủ động hỏi ngay, đừng chờ thầy hỏi nha. Không hiểu chỗ nào comment phát hỏi luôn. Thầy ơi, tại sao lại như thế? Ok rồi đúng không? Rồi, ok, tuyệt vời đấy. Mình cứ đi thật chậm thôi. Tại sao thầy phải giảng cặn kẽ mọi người? Bởi vì thi đại học có thi lý thuyết nha. Mình phải hiểu cặn kẽ từng tí một. Nhiều thằng mục tiêu là em năm nay em muốn thay đổi bản thân, em muốn được 9 lý. Thế nhưng em lại chỉ nhăm nhăm vào bài tập thôi. Không, nếu em chỉ nhăm vào bài tập, em không hiểu những cái đơn giản cặn kẽ như này, không bao giờ em thể làm bài tập khó. Vì bài tập khó là nó đánh vào bản chất, chứ không bài tập khó là những cái bài tính toán cao siêu không đâu. Kể cả đề thi đại học, những câu khó là những câu làm lại không lâu lắm, 3-4 công thức tính phát là ra, nhưng phải hiểu bản chất vấn đề đấy nha. Rồi bây giờ ta sẽ nói về các cách tạo ra điện tích, thì gồm có cách đầu tiên, cách số 1, cách số này là do ma sát hay là do cọ sát. Do cọ sát à, do cọ sát nha. Cách số 1 là do cọ sát đấy, do cọ sát. Thì do cọ sát là như thế nào? Do cọ sát là như nào? Ví dụ đây là cái bút của thầy, đúng chưa nào? Cái bút này nó có số proton và số neutron là bằng nhau nha. Hai bố này là số proton này và số neutron là bằng nhau, đúng chưa nào? Rồi Hà Như Ý, buổi mấy hôm nay? Buổi đầu tiên em nhá, hôm nay buổi đầu tiên nha. Đây, nhiễm điện do cọ sát thầy đang nói lại, được chưa? Rồi thầy đang nói lại, nhiễm điện do cọ sát là do cái gì? Nhiễm điện do cọ sát là do gì? Nhiễm điện do cọ sát là do cái gì? Bây giờ cái thằng này đầu tiên này, nghe nó kỹ nha, là cái bút này thầy, số proton và số neutron là bằng nhau, vì vậy là nó không tích điện, nó không tích điện, hay đơn giản là điện dương và điện âm của nó số lượng bằng nhau. Thế bây giờ thầy cầm, thầy bắt đầu thầy ma sát vào một cái vật gì đấy, đúng không? Mà ví dụ ma sát vào giấy này thì cái hệ số ma sát nó hơi nhỏ, không ăn thua, mình có thể ví dụ ma sát vào bờ tường hoặc ma sát vào tóc của mình. Thế thì trong quá trình ma sát thì em phải hiểu là gì? Electron là cái ở lớp ngoài, nó sẽ tiếp xúc với nhau đầu tiên, vì vậy nó sẽ có sự trao đổi electron. Có thể e nó bay đi hoặc e nó bay đến. Cái việc e bay đi hay bay đến do cọ sát ấy, thì là chúng ta chưa thể biết là cái nào, bởi vì nó phụ thuộc vật liệu. Ví dụ như là thầy lấy cái thước mà thầy cọ sát vào tóc thì có thể là bay đi, nhưng lấy cái thước này mà thầy lại cọ sát vào cái vật khác thì có thể e nó lại bay đến. Vì vậy là cái việc bay đi bay đến thì nó phụ thuộc vào vật liệu đó là cái gì, và chúng ta không cần quan tâm. Đề bài nó sẽ cho cái này, nhưng mà các bạn biết là khi cọ sát thì nó sẽ tích điện cho vật, vật nó sẽ tích điện, vật tích điện. Và cái này chắc chắn là các bạn sẽ được làm cái ví dụ là cầm cái thước xong thì mình ma sát một lúc thì nó hút được cái tờ giấy nhỏ nhỏ, có nghĩa là nó đã tích được cái điện tích. Tích được cái điện tích thì cái nhiễm điện này là nhiễm điện do cọ sát. Và thầy nhắc lại luôn là nhiễm điện cọ sát là chúng ta không biết. Chúng ta không biết được là sau khi cọ sát xong thì cái vật đấy nó tích điện gì, được chưa nào? Mà chúng ta phải làm thực nghiệm, có nghĩa là chúng ta phải mang cái vật đấy ra làm. Xong thì chúng ta mới biết là cái vật đấy trong cái trường hợp đấy nó tích điện dương hay tích điện âm sau khi nó cọ sát nha. Chứ còn chúng ta không có cái lý thuyết nào để nói được là mọi vật, vật nào điện dương, điện nào điện âm sau khi cọ sát là mình không biết. Đấy, thì cái cách 1 là nhiễm điện do cọ sát. Cách số 2 là cách rất hay, là mà chúng ta dùng hàng ngày.
Ví dụ các em muốn có cái điện vào có dòng điện chạy vào điện thoại của các em, đúng nào các em muốn có điện chạy vào cái điện thoại của em, thì điều đầu tiên các em cần phải làm là các em mang điện thoại cắm vào một cái nguồn điện. Khi cắm nguồn điện thì mình đơn giản là mình cho cái dây điện nó tiếp xúc, được chưa? Thì cách số 2 là nhiễm điện do tiếp xúc, và cách này là cách chúng ta cực kỳ cần quan tâm nha. Thế đây bây giờ thầy sẽ lấy cái ví dụ như thế này để cho mọi người hiểu là nhiễm điện do tiếp xúc. Bây giờ giả sử thầy có một cái quả cầu A, điện tích của nó là QA, điện tích thì người ta hay kiểu là Q các em ạ nha, điện tích người ta hay kiểu là Q và là QA. Thằng A này chưa tích điện. À, ở đây thầy có một cái quả cầu B thì đã tích điện rồi, đây điện tích là QB. À, và thằng B thầy giả sử nó tích 4 cái điện tích dương, thầy ví dụ như thế này thôi nhá, ví dụ thôi nhá, còn thực ra là nó đang thiếu 4 electron, nó thiếu E, được chưa? Đây, thiếu E với thừa E ở cái chỗ trên này mà thầy nói các bạn ấy, chính là chỗ thiếu E thừa E này. Mất E thì tương ứng với là gì? Là thiếu E. Đấy, thiếu E thì là tích điện dương, còn nhận E thì có nghĩa là nó thừa E, đúng chưa? Thừa là so với ban đầu ấy, ban đầu đang trung hòa, nó nhận thêm thì nó thừa, còn nó mất đi thì nó thiếu, thì có thể người ta gọi là nó thiếu E hoặc là nó thừa E. Cái chỗ này thì được như nhau. Thế bây giờ cái thằng B này đang tích điện dương, khi thầy cho hai thằng này tiếp xúc thì lập tức có sự trao đổi điện tích, và trao đổi đến khi nào xảy ra hiện tượng cân bằng. Cân bằng điện thì thôi, cân bằng điện là như thế này, thầy có thể mô tả nôm na là lúc này thằng A sẽ tích là hai điện tích và thằng B cũng tích là hai điện tích, đúng chưa? Nếu mà chúng ta mang hai bố này tách nhau ra, không cho nó dính nữa, thì cái điều này vẫn được giữ nguyên, có nghĩa thằng A vẫn tích hai điện tích và thằng B thì vẫn tích hai điện tích, được chưa? Đó có nghĩa là chia tay là không đòi quả, đúng nào, chia tay đây là không đòi quả, tiếp xúc nhau, được chưa? Rồi anh cho tôi rồi, đúng không? Anh được tiếp xúc với tôi rồi, đúng không? Được ma sát các kiểu với tôi rồi, bây giờ tôi lấy hai điện tích và chia tay thì tôi đi thôi, không có chuyện đòi quả ở đây, ok chưa? Không chuyện đòi quả ở đây, và đây là QA và đây là QB, ok chưa? Rồi thì đây là thầy lấy ví dụ trong trường hợp là thằng A không tích điện còn thằng B tích điện. Thế nếu cả hai vật cùng tích điện thì sao? Câu chuyện nó cũng rất là tương tự các em nhé, rất là tương tự. Nếu mà thầy có một cái quả cầu A tích điện rất nhiều điện tích rồi, bao nhiêu thầy không biết, vân vân, điện tích là QA, và thầy cho tiếp xúc với cái vật B cũng có điện tích rất là lớn luôn, rất là nhiều và thầy không thể đếm hết được, đúng chưa? Là QB, được chưa? Thì sau khi tiếp xúc, lúc này hai quả cầu sẽ có điện tích mới là QA phẩy sẽ bằng QB phẩy và bằng QA cộng QB chia cho 2, có nghĩa nó bằng tổng điện tích của hai quả cầu này và chia đôi, bởi vì hai thằng nó xảy ra cân bằng điện là điện tích của hai bố nó phải bằng nhau. Nó giống như việc các em lấy nước mà các em đổ linh láng sàn nhà thì cái mực nước nó phải cân bằng ở mọi điểm, bởi vì nó cân bằng về áp suất. Đấy, thì cái đấy là chúng ta thấy rất là dễ hiểu thôi. Khi hai bố tiếp xúc với nhau thì sau khi tiếp xúc nó sẽ xảy ra sự cân bằng điện và điện tích của hai quả cầu sẽ bằng nhau. Và nếu chúng ta tách rời nó ra thì nó vẫn giữ nguyên được cái điện tích cân bằng đó. Đó, thì đây là nhiễm điện do tiếp xúc. Và nhiễm điện do tiếp xúc thì có biểu thức đây. Đó, có nghĩa là sau khi tiếp xúc chúng ta sẽ tính toán được cụ thể là điện tích của hai cái vật ấy nó bằng bao nhiêu. Nó khác hoàn toàn với cái thằng số 1 là nhiễm điện do tiếp xúc, do ma sát, do cọ sát. Vậy là bài tập chúng ta sẽ tập trung ở cái thằng số 2 này là nhiễm điện do tiếp xúc, chạm vào phát tách ra thì điện tích nó bằng nhau. Đấy nhá, QA phẩy và QB phẩy sẽ bằng nhau, bằng tổng điện tích ban đầu và chia đôi, mỗi thằng nhận một nửa. Ok chưa? Đây là nhiễm điện do tiếp xúc. Và còn một loại nhiễm điện nữa các em ạ, còn một loại nhiễm điện nữa thầy sẽ so sánh luôn ở đây. So sánh luôn đây cho mọi người xem là nhiễm điện cách số 3. Cách số 3 là nhiễm điện do hưởng ứng. Đúng chưa? Nhiễm điện do hưởng ứng. Đấy, nhiễm điện do hưởng ứng thì nhiễm điện do hưởng ứng là như thế nào? Nhiễm điện do hưởng ứng là như thế nào? Thì thầy thấy là ví dụ ở trường đúng không? Cô giáo hay có kiểu là gọi một bạn lên kiểm tra bài. Đúng không? Gọi kiểm tra bài. Bạn ấy làm rồi xong cô giáo lại gọi lên để nhận xét. Thì thường
Thường khi nên mình được gọi lên nhận xét mà mình đích biết gì, hoặc là mình đang ngồi mải chém gió hay đang ngắm gái trong lớp thì mình không biết là cô giáo hỏi đúng hay sai nữa, thì mình lên mình thường chốt một câu là em cũng làm giống như bạn, được chưa? Có nghĩa là hưởng ứng thì là cái loại nhiễm điện nó rất là phong trào đó, có nghĩa không có chính kiến và nó cái này thì nó không được bền lâu, thì gọi là nhiễm điện do hưởng ứng. Thì thầy sẽ mô tả nhiễm điện hưởng ứng ở đây. Hôm nay quên mất không dặn các bạn là để xem livestream được 2 tiếng thì các bạn chuẩn bị cho thầy một chai nước để chúng ta vừa học vừa uống nước cho nó tỉnh táo. Và nó cũng là có tác dụng là gì? Sau khi chúng ta uống hết chai nước này thì chính cái chai đấy chúng ta có thể tè vào luôn, đúng không? Đấy, thầy cứ trêu cái thằng 2K1, 2K2 như vậy. Thế là chúng ta ngồi học luôn 2 tiếng, không lo lắng gì vấn đề là khát nước hay là muốn đi vệ sinh. Ok chưa? Làm nhiễm điện do hưởng ứng thì như thế này. Bây giờ thầy lại có cái quả cầu A chưa tích điện, còn quả cầu B. Quả cầu B tích điện. À, quả cầu A chưa tích điện, còn quả cầu B giả sử là bề tích điện dương đi. Tích điện dương. Rồi, thế thì để nói về cái này ấy, thì thầy sẽ phải nói trước về đây, để mô tả kỹ cái này cho mọi người, để mọi người dễ hiểu nhất thì thầy phải nói trước đến cái phần số 4 là tương tác điện. Thầy nói trước cái này, chúng ta quay lại cái kia. Tương tác à, có nghĩa là lực tương tác. Thì điện tích của chúng ta phân ra làm hai loại là điện tích dương và điện tích âm. Và người ta phân ra làm hai loại tương tác là tương tác đẩy và tương tác hút. Khi nào thì đẩy, khi nào thì hút, rất là dễ thôi, đúng không? Con trai với con trai thì sẽ đẩy nhau, con gái với con gái thì đẩy nhau. Con trai chỉ thích con gái thôi và con gái cũng ngược lại, đúng không? Vậy thì nó sẽ đẩy nhau khi nó cùng giới tính hay nó cùng giấu. Có nghĩa là dương với dương đẩy nhau, âm với âm đẩy nhau. Thế còn nó hút nhau khi nào? Khi nó trái dấu. Trái dấu. Trái dấu có nghĩa là nào? Âm và dương thì hút nhau. Đơn giản như vậy thôi. Thì gọi là tương tác điện. Thì có hai loại tương tác là đẩy và hút. Lúc nữa thì chúng ta sẽ tính cụ thể xem là cái lực đẩy này và lực hút này là bằng bao nhiêu. Thế bây giờ thầy sẽ dùng cái mô hình này để thầy giải quyết cái cách tạo ra điện tích thứ ba này là nhiễm điện do hưởng ứng. Thế bây giờ quay trở lại câu chuyện. Bây giờ thằng B đang tích điện dương. Thằng A thầy nói nó không tích điện nhưng không phải. Chúng ta biết rồi, thằng A nó không tích điện nhưng mà lúc nãy mình nói thì mình biết. Chỉ đơn giản là gì? Thằng A số lượng điện tích dương và số lượng điện tích âm của nó là bằng nhau. Ví dụ như trên hình thầy vẽ, thằng A có hai điện tích dương và hai điện tích âm. Số lượng dương bằng thằng âm thì người ta gọi thằng A là thằng trung hòa về điện. Các em hiểu không nào? Thì gọi là trung hòa về điện. Thằng A với thằng B là trung hòa về điện. Đó. Thằng A đây, trung hòa điện, B tích điện dương. Thì thằng A không phải là không có điện tích mà chỉ đơn giản là số điện tích dương, số điện tích âm của nó là bằng nhau. Là nó bằng nhau. Thế bây giờ khi mà thầy hưởng ứng là gì? Thầy sẽ kéo thằng B và thằng A lại gần thôi. Gần nhau thôi, thì chưa tiếp xúc, gần chưa tiếp xúc. Thì nó sẽ tuân theo quy ước ở đây là gì? Là đẩy và hút. Đẩy là như thế nào? Bên trên thằng A nha. Đây là thằng B tích điện dương. Còn thằng A toàn bộ những điện tích âm, được chưa? Lẽ ra là âm dương nó đan dấu, nhưng mà đây toàn bộ những cái thằng âm sẽ bị điện tích dương nó hút toàn bộ về bên này. Đấy, lẽ ra lúc này là gì? Âm dương nó cứ đan dấu. Thầy vẽ như này là có thể một số bạn hiểu nhầm. Thầy sẽ vẽ thêm này. Vẽ đây là dương, đây là âm này. Xong đây lại có điện tích dương này, đây lại có điện tích âm, đây lại dương, đây lại âm. Có nghĩa nó cứ đan dấu nhau như thế này. Âm dương, nó đan loạn xạ lên rất nhiều điện tích như thế này. Khi thầy đặt lại gần thì toàn bộ điện tích âm bị kéo về phía này. Kéo toàn bộ về phía gần này. Phía gần B. Còn toàn bộ điện tích dương thì bị đẩy ra xa. Đẩy ra xa. Đấy, các em hiểu không? Chứ nó không nằm đan xen nhau như này. Đan xen như này. Ok chưa? Rồi, vậy thì lúc này trên quả cầu A nó sẽ chia làm hai phần. Một phần tích điện âm và một phần tích điện dương. Được chưa? Nếu các em kéo vật B này ra xa thì lập tức cái quả cầu A nó sẽ quay trở lại cái trạng thái ban đầu. Có nghĩa là gì? Cái trạng thái hưởng ứng này thì nó không bền. Các em để gần thì nó tách thành hai đầu và nó một đầu dương, đầu âm. Nếu em kéo ra xa thì lập tức nó lại sắp xếp lại như cũ, nó không điều gì xảy ra. Vậy là nhiễm điện hưởng ứng thì chỉ là cái sự nhiễm điện kiểu rất là hời hợt, không ăn thua và nó có ít ít ứng dụng trong thực tế. Chủ yếu là nhiễm điện do tiếp xúc ta sẽ làm nhiều. Ok chưa? Nào, ba cách tạo ra điện tích ok chưa? Comment cho thầy phát để chúng ta đến cái phần biểu thức công thức. Bye.
phần mọi người rất quan tâm là biểu thức và công thức này. Mọi người comment hơi chậm đúng không? Ok. Rồi, ok, xong rồi đúng không? Đấy. Cứ ok hết ngày là thầy rất sướng này. Cứ học chậm thôi. Đúng không? Rồi, bây giờ ta sẽ nói về cái phần tương tác. Tương tác thì có đẩy và hút. Chứ đẩy và hút này thì nó là lực đẩy và lực hút. Nó sẽ là lực đẩy và lực hút các em ạ. Đó, lực đẩy và lực hút. Hai lực đúng không, nó sẽ là hai lực và bên ta phải đi vẽ lực. Thế thì trước khi vẽ một cái lực thì chúng ta biết là lực là đẩy lực vector, thì phải nhắc lại cho các bạn nhé, lực này đẩy lực vector. Thế để tìm hiểu về một cái đại lượng lực thì mọi người cần biết đầu tiên là điểm đặt, thứ hai là có nghĩa là cái lực này nó đặt vào đâu. Ví dụ như mình đấm thằng bên cạnh phát thì là điểm đặt là gì, là thằng bên cạnh đúng không? Hay đi chơi người yêu mình hôn má người yêu phát thì là điểm đặt là phải má người yêu chứ không phải là chỗ khác của người yêu, đúng không? Thì phải rõ điểm đặt. Thứ hai là phương, phương và chiều. Đúng không? Có nghĩa là mình phải biết được là gì? Cái lực này nó có chiều như nào? Mình đấm thằng bạn thì lực nó phải là từ hướng mình hướng sang nó, kiểu như vậy. Và cuối cùng là độ lớn, độ lớn. Độ lớn có nghĩa là cái lực đấy là nó mạnh hay yếu. Chúng ta biết là nó sẽ tính theo gì? Tính theo Newton. Nó sẽ là tính theo bao nhiêu Newton đấy. Đúng chưa nào? Thì cái tiếp theo là cái độ lớn. Ok chưa? Cái độ lớn. Vậy là đây là ba cái về một cái lực mà chúng ta phải nghiên cứu. Đúng chưa? Thế bây giờ thầy sẽ đi biểu diễn hình ảnh của từng cặp lực một. Cụ thể đầu tiên là cặp lực đẩy và tiếp theo là cặp lực hút. Thì mọi người cùng nhìn nhá. Lực đẩy. Đây, thầy sẽ biểu diễn lực đẩy này. Khi nào thì có lực đẩy đây? Khi nào thì chúng ta có cái cặp lực là lực đẩy? Thì lực đẩy xảy ra khi nào? Khi lực đẩy xảy ra khi mà chúng ta xét cái cặp đây cùng dấu. Xét cặp lực điện tích cùng dấu. Cùng dấu thì thầy sẽ lấy ví dụ là với hai điện tích dương đi. Âm chúng ta cũng làm tương tự. Đây nha. Đây. Đây là Q1 này và đây là Q2. Giả sử đây trong không gian thầy đặt hai cái điện tích là Q1 và Q2. Và hai cái bố này là tích điện dương. Được chưa? Thầy biết là hai bố này lực của nó là lực đẩy. Thế lực đẩy thì thằng nào đẩy thằng nào? À, hai thằng cùng đẩy nhau. Đúng không? Hai thằng đẩy nhau thì mỗi thằng sẽ tác dụng vào thằng kia một lực. Đúng không? Thì điểm đầu tiên để vẽ được cái hình thì các bạn vẽ một cái đường nét đứt để nối tâm của hai điện tích, tâm của hai điện tích nha. Đây, tâm của hai điện tích nối như thế này. Được chưa? Thì chúng ta nói được rồi, thằng 1 đẩy thằng 2, vậy thì sẽ có một cái lực. Tất nhiên là không phải đẩy lên đây, không phải đẩy xuống đây, không phải đẩy sang bên này, mà phải đẩy theo cái phương nét đất mà chúng ta vừa vẽ đây. Cái nét đất mà chúng ta vừa vẽ chính là phương chiều. Đây. Được chưa nào? Đây sẽ là F1 đẩy vào 2. Thầy vẽ hẳn như này cho nó rõ. 1 đẩy vào 2. Và điểm đạt của cái lực này, điểm đạt lực này là ở đặt ở trên thằng 2. Thằng 1 nó đấm thằng 2 phát mà. Tương tự, thằng 2 đấm ngược lại 1 phát. Đúng chưa? Cũng vẽ như vậy, F2 tác dụng vào một, đúng chưa? Hai lực này lưu ý tại hai cái lực này nhá, là cùng phương, có nghĩa là cùng phương nối tâm hai điện tích, chiều của nó ngược nhau này, ngược nhau. Và độ lớn thì như sau, độ lớn thì lúc nào cũng có F21 là bằng F12, tính như thế nào thì tính sau, nhưng mà hai cái lực này bằng nhau, thế nên thầy vẽ độ dài của hai vector, hai cái cạnh này thầy phải vẽ nó bằng nhau. F21 là bằng F12. Ok chưa nào? Thì đây thầy vẽ cái trường hợp lực đẩy. Và không phải lúc nào hai cái điện tích nó cũng nằm ngang như thế này. Ví dụ nếu mà nó nằm xéo đi nha, ví dụ nằm xéo đi, ví dụ như này. Đây là điện tích Q1 của chúng ta. Còn đây là điện tích Q2.
Được chưa? Rồi, thế thì như thế này. Như thế này, chúng ta phải nối phương của hai điện tích vào. Được chưa? Thì lúc này đây sẽ là F gì? F1 2. Còn đây sẽ là F gì? F2 1. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ vẽ thành cặp hai điện tích như thế này, nó đẩy nhau. Ok chưa nào? Thì đây là trường hợp đẩy. Bây giờ thầy sẽ vẽ cái trường hợp là hút, nó cũng giống như thế. Hút cũng giống thế, không có gì cả. Được chưa? Điện tích âm, điện tích dương. Được chưa? Cái này thầy vẽ một trường hợp thôi nha, để hiểu là gì. Nó có nằm ngang hay nằm dọc hay nằm chéo thì mình vẫn phải vẽ phương của hai điện tích, xong mình làm gì thì làm. Được chưa nào? Lực hút thì sao? Cũng vẽ vào đây. Đây là Q1, đây là Q2. Hút thì thằng nào hút thằng nào? Hai thằng hút nhau. Đúng không? Giống như hai thằng kéo vào nhau ấy. Thì đây, đây sẽ là F1 2 do thằng 1 hút thằng 2, và bên này sẽ là F2 1 do thằng 2 hút thằng 1. Ok chưa? Nó hút vào nhau như vậy, đơn giản vậy thôi, không có gì lăn tăn cả. Không có gì lăn tăn cả. Đúng chưa nào? Đây, nó hút vào nhau như vậy, quá là đơn giản luôn. Và luôn luôn đảm bảo F2 1 bằng F1 2. Đấy, thì đấy là cái cách mà các bạn vẽ. Thì khi học, khi làm bài tập thì các bạn, năm nay thì các bạn vẫn làm bài tập dưới dạng chủ yếu là tự luận, trình bày cặn kẽ. Thì mọi người phải vẽ được cách lực, vẽ được lực một cách chính xác như này. Thì đây là cái bước quan trọng đầu tiên. Nhiều bạn là cứ vội vội vàng vàng là có công thức để tính, để bấm, để ra số, nhưng mà vẽ không được thì nên là gặp bài khó là chết nha, gặp bài khó là chết là đi luôn. Được chưa? À, còn một thông tin nữa mà thầy muốn trình bày các bạn, nói đây là thầy mới nhớ, thầy quên mất đấy. Là khi học ấy, thì lời khuyên của thầy là các bạn nên chuẩn bị cái máy tính bên cạnh. Vì thỉnh thoảng là thầy sẽ dạy các bạn một số skill, phần Casio, để các bạn có thể bấm nhanh cái đáp số, bấm nhanh đáp số và thuận lợi trong việc là các bạn giải quyết cái bài toán. Thầy chỉ dạy những cái skill đặc sắc thôi, chứ còn những skill như giải phương trình thế này nọ thầy không giải, vì cái đấy là của toán rồi. Còn trong môn lý có những cái gì gọi là đặc trưng là mới thì thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Đặc trưng mới thì dạy hướng dẫn mọi người. Thì để dùng được những cái skill Casio của thầy thì mọi người lưu ý là hãy dùng một con máy tính từ con 570 VN Plus này trở lên. VN 580 là cũng được này, đúng không? 570 VN Plus cũng được. Hoặc là nếu bạn nào chưa mua thì lời khuyên thầy là đừng mua con 570 570 gì nhỉ? Có một con 570 gì nhưng không phải VN Plus, mà nó là cái gì đấy, thì con đấy là lại bị thiếu một cái chức năng để mình nhìn không tính được nhá. Thì mọi người là lưu ý là sẽ dùng máy tính, có máy tính để chúng ta luyện cái skill Casio. Thỉnh thoảng thầy sẽ hướng dẫn cái nội dung này nhá. Thì đấy là phải lưu ý cho thầy. Được chưa nào? Rồi bây giờ ta sẽ vào cái phần công thức quan trọng của ngày hôm nay. Là ở đây chúng ta đã nói nó đẩy và nó hút rồi, vẽ hình chúng ta cũng vẽ rồi. Bây giờ ta quan tâm là gì? Hai cái lực này nó có độ lớn là bằng bao nhiêu, đúng không? Chúng ta phải tính được ra anh bằng 5 Newton hay anh 10 Newton. Cái đấy là rất quan trọng. Thì đây chúng ta sẽ vào cái phần tiếp theo chúng ta. Và như thế là sẽ hết cái nội dung lý thuyết để chúng ta có thể chúng ta làm bài tập. Ok chưa? Làm bài tập đây. Đây nha. Đây. Đây, cái công thức thì thầy đã cho ở trên đây rồi. Thức này thì nó quá quen thuộc rồi. Đây nha. Nào, khi mà hai cái lực nó tương tác với nhau, hai cái vật điện tích tương tác nhau thì nó có lực đẩy hoặc là lực hút. Thì lúc nãy thầy đã nói rồi là F12 thì bằng là F21 nha. F12 là bằng F21 luôn. Hai cái lực này nó bằng nhau. Và khi làm bài tập thì chúng ta chỉ tính một lực thôi, chứ không mất công viết này. Chúng ta gọi chung là lực F. Cái lực F này người ta gọi là lực gì? Lực tương tác tĩnh điện. Tĩnh điện nha, tĩnh điện. Tĩnh điện là gì? Là điện tích đứng im, hoặc người ta có thể gọi là lực Coulomb. Đấy, lực Coulomb do nhà bác học Coulomb tìm ra. Thì để tìm được cái công thức này thì vào thế kỷ thứ 16 hay 17 thì không nhớ chính xác lắm, tầm đấy, chắc án 16, 17. Thì ông ấy làm thí nghiệm trong vòng 16 năm liền thì mới rút ra được công thức này. Cực kỳ là kiên trì các em ạ, 16 năm liền. Đúng, phải có những cái con người như vậy thì bây giờ xã hội nó mới phát triển. Chứ nếu mà cứ lười như thầy trò chúng ta, đúng không? Gặp bài khó phát là bỏ luôn, đúng không? Gặp bài khó phát bỏ luôn, hay còn thậm chí nhìn đề dài phát bỏ luôn thì không ngờ là đi phát triển được. Ông ấy nghiên cứu liền trong vòng 16 năm các em ạ. 16 năm liền để làm thí nghiệm để ra được một công thức rồi. Thấy kiên trì không? Quá kiên trì luôn. Phải thầy thì chắc thầy cũng bỏ luôn. 16 năm. Đúng không? Nghĩ bài khó 1 phút 6 thôi. 1,6 phút thì thấy căng rồi. Đúng không?
Rồi, nào thì tương tác tĩnh điện. Ngày xưa thì có, thời của ông thì chắc là chưa có Facebook, chưa có những cái bộ phim không lời của Nhật Bản. Thế nên là ông ấy có nhiều thời gian để nghiên cứu khoa học, đúng không? Nhưng mình bây giờ thì cám dỗ nó nhiều quá, đúng không? Hết phim rồi đến game rồi đến bạn gái các kiểu, đúng không? À ừ, đấy, con ES là không, thầy khuyên là nếu bạn nào chưa mua thì không nên mua vì nó thiếu một chức năng. Còn bạn nào mua rồi thì cứ dùng thoải mái, không vấn đề gì cả. Được chưa? Vinacan cũng được, nhưng con Vinacan thì thấy nó hơi yếu đuối, rơi phát là nó hỏng thôi. À, ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái lực ép này, biểu thức của nó như thế nào. Thì ép được tính như sau. Khi thầy viết ép, mọi người phải tự hiểu là gì, có mấy lực, có hai lực, nhưng độ lớn nó bằng nhau nên mình tính chung một lực thôi. Còn khi chúng ta biểu diễn thì luôn luôn phải có hai lực nha. Là ép sẽ bằng này, K nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho mẫu số là epsilon nhân R bình phương. Đây, cái này đọc là epsilon này, nhân R bình phương. Đây là biểu thức của chúng ta. Bây giờ thầy sẽ giải thích cặn kẽ những cái đại lượng này là gì nha, giải thích cặn kẽ những cái đại lượng này là gì. Và thầy hướng dẫn mọi người cách đọc đơn vị. Được chưa? Thầy hướng dẫn mọi người cách đọc đơn vị cho nó đẹp ra. Trước tiên về cái F này nha. Cái F này đơn vị là gì? Đơn vị là Newton, bởi vì cái này là lực mà. Lực thì được, cái lực nào trên đời mà nó chả là Newton, đúng không? Lực nào trên đời là Newton hết. Đấy, ông Newton ông nghĩ ra được mấy cái công thức về lực, cuối cùng là ai phải nhắc đến ông ấy như thế. Thầy mong muốn là đời thầy nghĩ được cái gì hay ho đời sau nó cứ nhắc đến, đúng không? Hay như là gì, thầy Tokuda, đúng không? Đấy, những cái tác phẩm của thầy ấy, nó ăn sâu vào bao nhiêu thế hệ học sinh Việt Nam rồi, đúng không? Nhắc đến người thầy gương mẫu, đúng không, là thầy Tokuda rồi. Nào, F là bằng K nhân Q1 Q2 chia R bình. Thì bây giờ thầy giải thích từng đại lượng này. Đầu tiên, F này chính là lực tương tác. Tùy bài nó là lực đẩy hay lực hút, nhưng lúc nào F thì cũng có đơn vị là Newton. Được chưa? Bài hạng thế. Tiếp theo, Q1 Q2 Q1, Q2 là điện tích, đúng không? Chúng ta đang tính là lực đẩy, lực hút của hai điện tích mà. Và đơn vị của nó phải là Coulomb. Q1, Q2. R là gì? R là khoảng cách hai điện tích, đúng không? Khoảng cách hai điện tích. Nhưng mà khoảng cách này là tính gì? Tính đơn vị là mét. Và khoảng cách này lưu ý là phải tính vào tâm của điện tích, đúng không? Bởi vì có những cái vật nó tích điện nhưng mà nó có kích thước mà, chúng ta phải tính vào tâm của nó. Chúng ta không được tính ở bên cạnh hay là những cái chỗ khác, phải tính giữa hai cái tâm của hai quả cầu, giữa hai quả cầu đây, đúng không? Thì R nó phải là khoảng cách giữa hai cái tâm này. Các em viết R lớn hay R nhỏ nó như nhau cả, được chưa? Nó phải là tâm hai cái này. Ok chưa? Rồi, vậy R xong. Cái epsilon này này, tên nó là gì? Hằng số điện môi. Hằng số điện môi. Và cái epsilon này thì nó không có đơn vị nha, nó không có đơn vị. Và mọi người lưu ý với thầy là epsilon nó sẽ bằng 1 đối với hai môi trường. Một là môi trường không khí, nó gần đúng bằng 1. Và hai là môi trường chân không. Khi chúng ta làm bài tập, nếu người ta không đề cập gì đến môi trường thì mọi người tự động lấy epsilon bằng 1, có nghĩa người ta đang xét môi trường là không khí hoặc là chân không. Ví dụ người ta xét là tương tác giữa nguyên tử điện tích dương và điện tích âm, electron và proton của nguyên tử hydro, thì tất nhiên nguyên tử hydro là nguyên tử không khí, thì môi trường này đã là phải chờ là chân không và không khí rồi, có nghĩa epsilon nó bằng 1 luôn, chúng ta không phải lăn tăn epsilon bằng gì, đúng không? Đấy, thì đấy, cái đấy mọi người lưu ý. Và cái cuối cùng là đây là có một cái thằng là K. Lưu ý epsilon này là không đơn vị nhá, thầy không nói đơn vị của nó đây nhá. K thì nó là một cái hằng số và nó bằng 9 × 10^9. Đấy, công trình 16 năm của sếp Coulomb là sếp tính được cái số K này. Đó, đấy, tính được cái K này. Thế còn Newton thì là đưa ra một cái công thức gần giống như này. Lớp 10 mình học cái lực hấp dẫn, không biết mọi người nhớ không? F bằng gì nào? Lực hấp dẫn ấy, không biết là mọi người nhớ không? F bằng gì? G nhân gì nào? M1, M2 chia cho R bình. Cũng giống như này. Thì sếp Coulomb này, sếp có cái gọi là công trình của sếp là đi tính K. Đó, tính được cái K này. Thì đấy là cái công lao lớn nhất của ông ấy. Thế về đơn vị, thầy hướng dẫn mọi người cách đọc nha. Đơn vị của thằng này, đơn vị của thằng này nó không phải là những cái đơn vị trực tiếp như là F, là Q, là R, mà đơn vị của nó là được tính rút ra từ biểu thức. Vì vậy không có ai nhớ được cái đơn vị của K đâu, mà toàn nhìn vào đây để nhớ thôi. Thằng K này bằng bao nhiêu chưa biết, đúng không? Chưa biết, bên này là Newton, bên này K bao nhiêu chưa biết.
trên tử số Q1 nhân Q2 nên là đơn vị nó là coulomb bình phương, bởi vì Q đơn vị là coulomb. Dưới mẫu epsilon thì không đơn vị rồi, R thì đơn vị là mét bình phương, đúng không? R bình đơn vị mét bình phương. Vậy đây Newton thì bằng hỏi chấm chưa biết nhân với cái này. Vì vậy thằng này đơn vị nó sẽ là Newton này, nhân chéo mét sang đây, nhân mét bình chia cho coulomb bình phương. Thì đấy là cách mà chúng ta đọc đơn vị của những cái thằng này. Chứ mà không ai có thời gian rảnh mà lại còn đi nhớ cái đơn vị thằng này. Mà nhớ xong đến lúc thi thì mình gặp và mình vẫn chả chắc là đúng hay sai, đúng không? Thì mình, mọi người phải biết cách đọc đơn vị của những cái thằng như thế này. Một lưu ý nữa, một số bạn có thói quen là cứ lấy máy tính ra để lấy hằng số. Đó, trong máy tính thì nó cho người ta rất nhiều hằng số. Ví dụ như cái G này, người ta cho hằng số này là 6.67 10^-11. Không ai phải nhớ cái đấy cả, và tự thay vào ta tính thôi, không cần phải nhớ. Tuy nhiên cái K này thì phải nhớ, bởi vì K trong máy tính nó là cái K của phần tử chứ không phải là K phần điện. Đó, thế nên là mọi người phải nhớ cái K này là 9 × 10^-9. Rồi, vậy là đây là cái biểu thức giúp chúng ta tính được cái lực. Đây, đây biểu thức giúp ta tính được cái lực. Biểu thức giúp ta tính lực. Nào mọi người, ok chưa? Ok chưa? Để thầy trình bày một cái nội dung nho nhỏ nữa thôi, để chúng ta bắt đầu cái phần bài tập luôn. Chúng ta sẽ chữa một vài ví dụ. Nào comment thầy phát là ok chưa? Có vấn đề gì lăn tăn không? Chỗ nào không hiểu hỏi luôn cho thầy. Đâu rồi, đâu rồi? Ok chưa? Thái Phú ok rồi. Nhật Huỳnh ok. Bạn nào lớp mình mà thầy chưa kết bạn thì nhắn tin xong thì kết bạn thầy phát nha. Nhắn tin cho thầy, vì nhiều bạn nhắn tin một ngày nên là. Ok chưa? Đây thầy đang like mọi người, nhưng mà bọn 2K2 nó nhắn tin đăng ký khóa học nó tinh 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 liên tục này. Mình chưa rep được bọn nó. Ok. Rồi bài tập đúng không? Muốn làm bài tập cho đẹp ấy thì là gì? Một nha, tập thói quen thầy là bấm máy tính cho đúng. Nhưng bấm máy tính cho nó đúng thì khi làm bài tập chọn đáp án nào đúng lại là cái vấn đề khác. Thế để chọn cho đúng thì thầy hướng dẫn cho mọi người một chút nữa về đơn vị. Cái này thầy tin là nhiều bạn chưa biết đâu. Về đơn vị nha, về đổi đơn vị. Thì khi viết đơn vị ấy, thì thường người ta sẽ có những cái cách viết đơn vị để cho nó ngắn gọn. Nhất phần điện này. Thì về đơn vị thì thầy nhắc cho các bạn những cái như sau. Ví dụ bình thường ta vay tiền nhau và cho ta vay 1K. Thì trong môn vật lý hay trong khoa học kỹ thuật thì chữ K này tương ứng với là 10^3 hay là 1000 nha, 10^3 hay 1000. Ví dụ này là gì? Các em tính ra được là 1K Newton. 1K Newton thì đơn giản đây là gì? Bằng 1000 Newton. Chữ K này tương ứng với là 10^3, nghĩa là 1000. Hiểu không nào? Tiếp tục, chữ M lớn của chúng ta thì là bằng 10^6. Nó cũng giống như vậy. Và cái này chỉ đơn giản là một số thôi, nó được đặt trước một cái đơn vị nào đấy. Ví dụ hay chúng ta hoặc là một gì? 1 km. Thì chúng ta biết là bằng 1000m. À thì đơn giản cái chữ K này nó là gì? Là 10^3 thôi. Hiểu không nào? Về mặt toán học nhìn đây đây, đúng không? Đây là 10^3 thôi. Đây, và chữ G lớn thì là bằng 10^9. Giga, đọc là giga nha. Cái này là kilo, đúng không? Km, kilo joule, kilo newton. Còn thằng M này, được chưa? Được chưa? Thằng này đọc là mega, thằng này đọc là giga. Ok chưa? Rồi đây là cái số mũ nó tăng lên. Còn số mũ giảm xuống của mình thì gồm có M nhỏ là bằng 10^-gì? -3. Cái này thì nó lại hơi đen, là nó lại trùng với đơn vị của mét, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy quen thuộc rồi. Ví dụ như là gì? 1 mm thì bằng 0.01 mét. Đúng chưa? Thì cái này đơn giản là bằng 10^-3 mét thôi. Đúng không? Đó, hay là sau này mình học là 1 mJ chẳng hạn thì đơn giản là 0.001 J, 10^-3 J. Đó. Rồi, tiếp theo là một cái thằng viết giống cái chữ mui, hệ số ma sát. Người ta đọc nó là micro nha, đọc là micro. Được chưa? Mui. Thì ông này là bằng 10^-gì? 10^-6. Ông này bằng 10^-6.
nha. Tiếp theo một ông nữa là ông N thì đọc là nano, nano. Thì ông này là bằng 10 mũ trừ 9. Đúng chưa? Dạ, Và với cái mũ âm này thì còn một cái thằng nữa là đọc viết là P, đọc là Pico. Thì ông này là bằng 10 mũ trừ trừ 12. Thì đây là những những cái cái để để khi mà chúng ta làm bài tập ấy, được chưa? chúng ta tính nó ra rồi, ví dụ một bài em tính ra là 5 nhân 5.000 joule. Đáp án lại không có cái nào 5.000 joule mà có đáp án là 5 kilo joule. Thì ok, mày chết với ông. Ông chốt luôn cái đáp án này, bởi vì chữ K đơn giản là 10 mũ 3. Đúng không? Thì đấy là cái này là mọi người phải nắm được này, để khi mình làm trắc nghiệm ấy, mình chốt đáp án cho nó đẹp ra. Được chưa nào? Thầy ơi nhóm này Em có có vẻ vẻ hiền. Ừ, mới quen nhau thôi, mới lại nhóm nó còn ít thôi, lai xê cái mấy trăm thằng thì nó phải đông đảo hơn. Mấy bọn nó sắp thi đại học nên thằng nào cũng máu. Nào bây giờ chúng ta ta sẽ sẽ vào vào cái phần ví dụ minh họa nha. Ví dụ minh họa thì đây. đây, thầy sẽ nói nhá, mọi người nhìn này. Cái chuyên đề đầu tiên của thầy ấy là cái chuyên đề đầu tiên nha, nhìn này. Chuyên đề đầu tiên là chuyên đề của chúng ta gồm có dạng số 1 là hai điện tích. Hôm nay chúng ta chỉ làm dạng 1 này thôi. Buổi sau thì chúng ta làm dạng là ba điện tích. Và chúng ta làm bài toán về cái phần bảo toàn điện tích. Được chưa? Thì đấy là ba dạng chúng ta xong cái chuyên đề 1. Tuần 1 thì chúng ta làm cái chuyên đề về tương tác điện này là đã đủ chết rồi. rồi. Được chưa? Tuần sau là chúng ta sẽ chuyển sang cái chuyên đề là tương tác giữa hệ nhiều điện tích nha, hệ nhiều điện tích. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập này nha. Đấy, thì bạn nào mà có đề đây thì có thể lấy ra làm cùng với thầy. Được chưa? Và tốt nhất là nên có giấy bút để làm cùng với thầy là đẹp nhất. Được chưa? Vì một là thầy là người bấm máy tính rất hay sai nha. Bấm máy tính rất hay sai. Cái thứ hai là mọi người bấm máy tính quen thì các bạn sẽ làm bài tập nhanh hơn làm cùng thầy. Còn thầy là thầy nói luôn, thầy có một cái nhược điểm mà thầy đang cố gắng khắc phục là thỉnh thoảng thầy lười lười bấm bấm máy máy tính. tính. Bấm máy tính thì không sai nhưng Nhưng mà mà thầy thầy lười bấm máy tính nên thầy hay nhầm. Mà nhầm thì các bạn biết rồi, đúng không? Nhầm thì thỉnh thoảng nó sẽ phải sai. Đó, mọi người sẽ lấy máy tính là tính cùng cùng thầy thầy được được thì là thì đẹp là đẹp da da nhất. nhất. Ok Ok chưa? chưa? Rồi Rồi bây bây giờ giờ ta ta bắt bắt đầu đầu luôn. luôn. Câu Câu số số 1. 1. Tính lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân. Hạt nhân. Trong nguyên tử heli với một electron ở lớp vỏ nguyên tử, đúng không? À, câu này thì nó liên quan một chút đến cái phần hóa, đúng không? Rồi, thì chúng ta biết là cái nguyên tử heli thì heli là 24 nha, heli 24. Heli 24 này thì có nghĩa là trong lớp vỏ của nó là có hai proton. Đấy, trong lớp vỏ có hai proton, được chưa? Người ta lại không bảo là tính tương tác giữa vỏ. À xin lỗi. Đây là lớp hạt nhân như thầy viết lớp vỏ, hạt nhân. Người ta không bắt tính tương tác giữa hạt nhân và và lớp lớp vỏ, vỏ. bởi vì lớp vỏ thì cũng hai em mà người ta yêu cầu tính giữa hạt Hạt nhân. nhân Đây hạt nhân này. Tương tác tương tác với với thằng thằng nào? nào? Với thằng nào? Với một e, đúng không? Không, Đề đề nó nó nói nói rõ rõ thế, thế, tương tương tác tác giữa giữa hạt hạt nhân nhân heli heli với với một một e. e. Được chưa? Thì hạt Hạt nhân nhân điện tích của thầy kia là quy hạt nhân. Quy của của hạt hạt nhân nhân thì thì gồm gồm có có hai hai proton proton nên nên điện điện tích tích của của nó nó là là dương dương 2e. 2e. Đúng không Đúng không nào? nào? Còn Còn một một electron electron thầy thầy gọi gọi là là quy quy của của e e thì thì là là bằng bằng gì? gì? Bằng Bằng 1e.1e. Cái Cái này này chúng chúng ta ta thấy thấy là là rất rất là là dễ dễ dàng, dàng, đúng không? đúng không? Rất Rất là là dễ dễ dàng. dàng. Vậy Vậy thì thì từ từ đây đây chúng chúng ta ta tính tính được được lực lực tương tương tác. tác. Và Và thằng thằng này này một một thằng thằng tích tích điện điện dương, dương, một một thằng thằng tích tích điện điện âm. âm. Thế Thế nên nên mình mình dễ dễ dàng dàng thấy thấy là là đề đề bài bài nó nó cho cho là là lực lực hút, hút, đúng đúng không? không? Nó Nó không không cho cho thì thì mình mình cũng cũng biết biết thừa thừa là là lực lực hút hút luôn. luôn. Vì Vì vậy vậy đây đây mình mình tính tính được được F. F. Có Có mấy mấy lực lực hút, hút, hai hai lực lực hút hút nhưng nhưng độ độ lớn lớn bằng bằng nhau nhau mình mình viết viết chung, chung, đúng đúng không? không? Bằng Bằng K, K, công công thức thức là là K K nhân nhân trị trị tuyệt tuyệt đối đối của của Q1, Q1, Q2 Q2 chia chia cho cho R R bình bình phương phương nhân nhân epsilon epsilon nữa. nữa. Đúng Đúng không? không? Mình Mình thay thay số số nha, nha, thay thay số số xuyên xuyên F F bằng bằng K K 9 9 nhân nhân 10 10 mũ mũ 9 9 nhân nhân gì gì nào? nào? Q1. Q1. Q1 Q1 là là các các em em quy quy ước ước thằng thằng nào nào là là 1 1 cũng cũng được. được. Thì Thì cái cái này này là là dương dương 2e. 2e. Vậy Vậy nó nó là là gì? gì? 3,2 3,2 nhân nhân 10 10 mũ mũ trừ trừ 19. 19. Ở đây Ở thầy đây thầy nhân nhân tắt tắt bởi bởi vì vì là là 1,6 1,6 nhân nhân với với 2 2 lên lên thì thì bằng bằng 3,2 3,2 mà. mà. Đúng Đúng chưa? chưa? Nhân Nhân này, này, nhân nhân này. này. À, À, cái cái này này 1e1e thì thì là là trừ trừ 1,6 1,6 nhân nhân 10 10 mũ mũ trừ trừ 19. 19. Đúng Đúng không? không? À, À, trừ trừ 1,6 1,6 10 10 mũ mũ trừ trừ 19. 19. Nhưng Nhưng mà mà chúng chúng ta ta khi khi nhân nhân ấy ấy thì thì đừng đừng quan quan tâm tâm dấu dấu bởi bởi vì vì ở ở ngoài ngoài nó nó có có trị trị tuyệt tuyệt đối đối rồi. rồi. Thế Thế nên nên là là luôn luôn dương dương chia chia cho cho epsilon epsilon như như thầy thầy đã đã nói nói không không nhắc nhắc gì gì thì thì lấy lấy bằng bằng 1. 1. Nhân Nhân R R bình bình R R đây, đây, đúng đúng không? không? Là Là 2,94 2,94 nhân nhân 10 10 mũ mũ trừ trừ 11,11, 2,94 2,94 nhân nhân 10 10 mũ mũ trừ trừ 11. 11. Ok Ok chưa? chưa? Rồi Rồi vậy vậy chúng chúng ta ta suy suy ra ra F F thôi. thôi. Mọi Mọi người người lấy lấy máy máy tính tính bấm bấm giúp giúp thầy thầy xem xem bằng bằng bao bao nhiêu nhiêu này. này.
Câu mở màn bấm cho nó chuẩn cho thầy xem nó ra bằng bao nhiêu. Tự tin lên. Được chưa? Tự tin lên hộ thầy nào. Bấm hộ thầy phát xem nó ra bao nhiêu. Tự tin hộ thầy phát nào. Bao nhiêu comment đi nào. Bây à, Thu Vũ nhanh nhanh thế, cho thầy cái số đi Thu Vũ, cho thầy cái số đi xem nó bằng bao nhiêu nào. Bao nhiêu nhỉ, nhân thôi. Các bạn khác sao, bấm máy tính nào, bấm một đề phát là câu này là câu gọi so easy rồi, đọc kỹ đề phát là bấm máy tính phát làm luôn thôi. Một phẩy năm sáu à, nhân 10 mũ trừ 17 à. Thầy thấy nhiều thằng sẽ sai à, à chết. Cái chỗ này bình phương, chúng mày đã bình cho thầy chưa hay chúng mày để nguyên thế này? Chỗ này phải có bình phương chứ, thầy viết thiếu thì chúng mày cũng thiếu luôn nhỉ. R bình mà, R bình này, chỗ này chúng mày đã bình phương cho thầy chưa hay lại để nguyên như thế? Phải bình lên chứ, đúng chưa? Nào đây thầy bấm thử phát xem ra bao nhiêu nào. Xem mấy ông này tính đúng không? 3,2 nhân 10 mũ trừ 19 nhân bao nhiêu? 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 chia cho bao nhiêu đây? 2,94 nhân 10 mũ trừ 11 bình phương bố này lên. Đúng chưa? Úi giời. 5,33 nhân 10 mũ trừ 7. Đúng rồi. Rất nhiều bạn ra đúng rồi. Nào, 5,33. Đúng không? 5,33 nhân 10 mũ trừ 7 đấy các ông ạ. Nhìn không thấy đáp án nào luôn. Đúng không? Nhìn không thấy một cái đáp án nào luôn. Vì vậy đây thầy sẽ biến đổi thành gì? 0,533. Có nghĩa là cái số 5,33 này thì chia đi 10 thì còn 0,53. Thì bên này thầy được nhân 10. 10 mũ trừ 7 nhân 10 thì thầy sẽ viết là thành 10 mũ trừ gì? Trừ 6. Đúng không? Các em phải hiểu cái biến đổi này nhá. Có nghĩa là cái 5,33 này. Đúng chưa? Thầy thấy 10 mũ trừ 7. Tại sao thầy làm việc này? Vì 10 mũ trừ 7 rất gần 10 mũ trừ 6. 10 mũ trừ 6 là một cái ký hiệu viết tắt là bằng micro này của mình. Thế nên là thầy lùi cái này về 1. Đúng không? Thầy bên này là thầy gì? Thầy chia 10 thì bên này thầy sẽ nhân 10. Và cái này chính micro rồi, vậy đây là 0,533 micro newton. Đúng không? Đáp án câu này là B. Đáp án câu này là A chứ sao B được? A chứ, đấy. Đúng chưa? Đáp án A 0,533 micro newton. Ok chưa? Đấy nhá. Thì là nếu mà mình không biết đổi, đúng không? Không biết đổi thì mình đấy. Được chưa? Vẫn có bạn ra B cái này, không phải B. B là 5,33 micro này là nhân 10 mũ trừ 6. Cái này 10 mũ trừ 6. Còn đổi ra này thì nó phải là đáp án nó phải là gì? Là A. Có nghĩa là rất nhiều bạn thấy ở đây này. Tính được ra đáp số nhưng cuối cùng chọn đáp án thì lại sai. Thì đấy là cái khốn nhất, khốn khổ nhất. Đó là đó, nhưng kiểu tán được rồi mà cuối cùng lại không được làm gì, nó lại đi yêu thằng khác mất. Thì lúc đây mới khổ. Còn đã yêu rồi mà cuối cùng ông được các kiểu rồi thì chia tay nó thấy không buồn lắm. Đúng không? Chứ bây giờ lại yêu mình chả làm gì cả, cuối cùng yêu thằng kia một ngày phát thấy nó đi chơi với nhau rồi thì đấy là khổ buồn nhất này. Ok chưa? Đấy nhiều thằng sai nhá, thằng Quang Thái này. Được chưa? Chân sai kìa. Đúng chưa? Ok chưa? Một câu nhá, câu đầu tiên rất đơn giản thôi nhưng mà cũng có nhiều điều để phân tích. Nào, câu số 2. Câu số 2.
Câu số 2 của chúng ta xem nội dung như thế nào. Câu số 2. Hai quả cầu mang điện tích cách nhau 10, tác dụng một lực là 9. Câu này mọi người tự tính cho thầy. Đây, thầy che đáp án đi, mọi người tự tính cho thầy xem đáp án nó ra gì. Nào câu 2 nhá, thầy để đề đây mọi người tự tính. Câu 2 thì là hai quả cầu, các em nhớ là điện tích nó gì? Nó bằng nhau, có nghĩa là Q1 thì bằng Q2, đặt cách nhau 10. Các em khi tính thì phải đổi cái này ra là bằng 0,1 mét cho thầy. Thằng nào để là centi thì chết luôn. Đúng chưa? Và lực đây rồi. Nào, tính cho thầy câu 2 xem ra đáp án gì. Nào, tự tính này rồi comment đáp án cho thầy. Câu này thì dễ rồi, tự tính. Có bài tập về nhà chứ. Về nhà không làm bài tập thì không có tiến bộ đâu em ạ. Bài tập về nhà phải làm mạnh luôn. Nào tính câu này nó thầy nào. Xem nó điện tích quy nó bằng bao nhiêu. Đâu rồi, lâu thế? Ngồi chờ hơi lâu nhé. Đáp án gì nào? Rồi ok đây rồi. Này, rất nhiều bạn ra rồi. Câu này người ta dùng gì? Dùng công thức thôi. Đúng chưa? Vậy thì xong. Đáp án câu này là A. Các bạn tính đúng hết rồi. Đúng không? Nhưng lưu ý nha, lưu ý chỗ này có một chút thầy phải phân tích ở đây. Chút nhỏ thôi. Đó là gì? Ở đây người ta nói rất rõ là độ lớn. Bây giờ thầy phải nói mọi người là độ lớn là gì. Độ lớn có nghĩa là trị tuyệt đối của một đại lượng. Viết độ lớn của x thì là trị tuyệt đối x. Và thằng này luôn dương. Luôn dương, độ lớn của một thằng luôn dương. Thế còn giá trị, giá trị thì mới là x. Đúng chưa? Như bài này độ lớn của x thì đơn giản là độ lớn quy đơn giản là trị tuyệt đối của quy. Và nó luôn dương. Đó, bởi vì trị tuyệt đối quy như này thì đây có thể là cặp hai điện tích âm, hoặc đây có thể cặp hai điện tích dương, đúng không? Nên bạn nào viết mà Q bằng 0,1 mà ra một nghiệm là sai. Nó phải ra hai nghiệm là Q bằng dương 0,1 và âm 0,1. Nhưng ở đây người ta nói độ lớn, có nghĩa người ta lấy trị tuyệt đối, thế nên chỉ có một giá trị thôi nha. Thầy phân tích kỹ như vậy để khi làm chúng ta tự tin. Đúng rồi, Quang Thái, Quỳnh Hoa, Thoại Từ, rồi Như Lương, Trúc Huỳnh, rồi tuyệt vời, cả lớp đều tính đúng hết, không vấn đề gì cả. Đây, câu số 3, đề thi chính thức Bộ Giáo dục năm 2018. Đó, vừa thi xong, vừa thi năm ngoái xong. Đúng chưa? Đấy. Nào, thế thì gặp những cái bài như này thì xem là đề nó cho gì nào. Người ta nói trong không khí, khi hai điện tích điểm đặt cách nhau là D và D cộng 10 thì lực tương tác giữa chúng. Ở đây chúng ta chẳng quan tâm là lực nó là hút hay đẩy, mà ở đây là bài toán mà người ta thay đổi về gì? Thay đổi về khoảng cách. Đúng chưa? Vậy đây thì chúng ta sẽ được một cái hệ đơn giản thôi, là D này thì tương ứng với cái lực này, còn D này thì tương ứng với cái lực này. Hay đơn giản ở đây chúng ta sẽ có là 2
nhân 10 mũ trừ gì? Trừ 6 Newton thì bằng K nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho R. R này là sẽ là D bình phương. Đúng không? Tiếp theo là 5 nhân 10 mũ trừ 7 thì bằng K nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho D cộng 10 tất cả cả bình phương. Được chưa? Ở đây các em lưu ý đơn vị nha, đơn vị nha. Người ta cho D và D cộng 10 ấy, đơn vị của nó là gì? Là cm nha. Thì nhắc lại một cái chỗ này. Tuy nhiên khi tính ấy, khi tính thì với vật lý mà gặp hai phương trình như thế này nha, hai phương trình này thì thường là các em sẽ chọn chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là trừ cho nhau, hai là chia cho nhau. Và thường thì chúng ta dùng phép chia. Thế nên khi chia thì chỉ cần D và D cộng 10 này cùng đơn vị là chúng ta chia được. Viết như bài này ở đây chúng ta dùng phép chia. Thế nên là gì? Nó là cm. Chúng ta có thể để ở đây để chia được. Đúng không? Không cần phải viết là D chia 100 cho nó ra mét nữa. Thế ở đây thầy lấy hai cái phương trình này chia vào nhau. Thì bên trái chia bên trái thì sẽ được 2/5. Bên phải này chia bên phải, K mất, tử số mất. Vậy mẫu số nghịch đảo lên. Vậy là D cộng 10 chia cho D tất cả bình phương thì bằng 2/5. Đúng chưa? Thì đây là cái phương trình quá đơn giản rồi. Đây phương trình quá đơn giản. Đến đây thì các bạn nhẹ nhàng các bạn giải được D. Đúng chưa? Đây thì thầy không giải, thầy lấy đáp số đây luôn. Là D đây người ta cho là bằng gì? D bằng 0, à nếu mà các bạn giải cái phương trình này thì D ở đây sẽ bằng gì? D ở đây sẽ bằng 10. D ở đây sẽ bằng 10 nha. Thế còn ở đây, ở trong cái lời giải này của thầy, các bạn thấy cái sự khác nhau không? Thầy ghi là D cộng gì? D cộng 0,1. Bởi vì thầy đã đổi nó ra gì? Ra mét. Thầy đổi ra mét để tính. Thì như này nó sẽ chính xác nhất và đẹp trai nhất. Thế còn nếu mà chúng ta muốn tính nhanh, tôi cứ để cm rồi chia. Thì đây D là 0,1 cm. Bởi vì chúng ta dùng thằng 10 này này, 10 này chúng ta dùng cm thì D cm. Còn 0,1 thì ra mét. Nào, ok chưa? Mọi người ok bài này chưa? Đấy một câu của bộ dục và để thi đại học luôn. Được chưa? Thế này mình như ok, có nghĩa là ta lập tỷ lệ. Vậy môn lý nha, gặp hai cái phương trình thì mọi người chia đi để lập tỷ lệ là cách rất là đẹp dài. Được chưa nào? Xong câu số 3. Tiếp tục câu số 4. Câu số 4. À câu số 4 này. Xét nguyên tử heli, chúng ta lại gặp lại heli. Nó có hai cái thằng là ép điện, là lực điện tích của chúng ta đó, và lực hấp dẫn. Đúng chưa? Rồi, lực hấp dẫn. Người ta yêu cầu là chọn kết quả đúng. Đúng không? Thế muốn tính được cái này thì chúng ta tính lần lượt từng thằng thôi. Đúng không? Chúng ta sẽ đi tính gì? Tính ép điện. Ép điện. Ép điện là bằng gì? K là 9 nhân 10 mũ 9. Nhân, à nguyên tử heli. Đúng chưa? Lực hấp dẫn giữa một e này. À và hạt nhân. Đúng không? Các em thấy giống hệt câu 1. Vậy thì hạt nhân điện tích là 3,2 nhân 10 mũ trừ 6 nhân với lại 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Thầy viết luôn như này bởi vì trị tuyệt đối nó cũng như nhau thôi. Chia cho gì? Chia cho R bình phương. Đúng không nào? Chia R bình phương và R đây thì không có cho. Mình để lại R bình phương. Đúng chưa? Nào F hấp dẫn. Lực hấp dẫn thì bằng gì? Thầy vừa cho công thức này. Bạn nào chưa biết thì nhớ thầy là F hấp dẫn nha. Mình học từ lớp 10 rồi là G nhân M1 M2 chia cho cũng là R bình phương. Đúng chưa? Thì đây G nó cho là 6,67 nhân 10 mũ trừ 11 đấy rồi. Đúng không? Nhân này M1, M2. M1 bằng bao nhiêu? M1 bằng bao nhiêu đây? Khối lượng đây. Người ta cho rất là rõ luôn. Là khối lượng của electron và khối lượng của heli. À, người ta cho như này có nghĩa là gì? Các em học hóa lớp 10 thì em biết là nguyên tử thì gồm có E bay xung quanh hạt nhân. Và E thì khối lượng rất nhỏ. Thế nên khối lượng của heli, nha thầy nhắc lại, khối lượng của heli thì xấp xỉ bằng khối lượng của gì? Khối lượng của hạt nhân. Có nghĩa là hạt nhân và nguyên tử đó có khối lượng là nó bằng nhau. Thế nên ở đây chúng ta lấy luôn cái này là khối lượng của heli, hạt nhân heli. Có nghĩa là M1 sẽ là 6,65 nhân 10 mũ trừ 27 nhân với khối lượng của electron là 9,31 nhân 10 mũ trừ gì? Trừ 9,1 nhân 10 mũ trừ 31. Và chia cho gì? Cũng là R bình. Vậy à muốn tính được thì chúng ta lại chia hai phương trình này cho nhau thôi. Đúng không? Ta lấy hai phương trình chia nhau là được F điện chia cho F hấp dẫn. Chúng ta chia nhau. Đúng không? Chúng ta rút gọn thôi. R đây sẽ mất đi. Vậy lấy hai biểu thức này chia nhau. Đây,
đây thầy cũng chia như vậy. Đúng chưa? Và ra đáp số đây là 1,14 nhân 10 mũ trừ 39. Đúng không? Thì cái này nó dễ rồi nên là thầy sẽ không không lưu lại nữa, bằng tay sẽ chuyển đến câu tiếp theo luôn nha. Rồi, chuyển câu tiếp theo luôn. Câu số 5, câu số 5. Câu số 5 sẽ nào? Hai điện tích điểm, được chưa? Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12, lực tương tác bằng 8. Đúng chưa? Đặt điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 thì lực tương tác vẫn là F và tính hằng số điện môi của dầu. Ok chưa? À, một cái câu nó thay đổi rất nhiều thông số, vừa thay đổi khoảng cách mà lại vừa thay đổi môi trường. Đúng chưa? Rồi, bây giờ nha. Ban đầu trong không khí này, à, cách nhau 12 thì lực tương tác ở đây sẽ là F bằng này K nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho 12 cm, thầy viết là 0,12 bình phương, đúng không? Lúc sau người ta đặt vào môi trường là môi trường dầu, à, thì người ta nói là lực vẫn là F, vì vậy là vẫn là cái này thôi, bằng luôn. K vẫn như thế, không đổi. Điện tích không đổi luôn. Đúng không? Nhưng à, người ta thay đổi cái gì? Khoảng cách thì là 8 thôi. Vậy đây là 0,08 bình phương nhân với môi trường dầu thì thầy ghi là epsilon của dầu. Hai cái này bằng nhau. Vậy thì từ đây mình quá đơn giản để mình rút ra được cái đáp số rồi. Từ đây mình thấy là 0,12 bình phương thì bằng epsilon nhân 0,08 bình phương. Vậy từ đây mình tính được epsilon, đúng không? Là 0,12 chia 0,08. Đúng chưa? Rồi, vậy cái này là nó bằng 2,25. Các bạn lưu ý là cái epsilon ấy thì nó luôn lớn bằng 1. Có nghĩa môi trường không khí và môi trường chân không là môi trường có epsilon nhỏ nhất rồi. Không bao giờ có epsilon nhỏ hơn 1. Các bạn mà tính ra nhỏ hơn 1 có nghĩa bạn tính sai và các bạn phải tính lại luôn. Nha, lưu ý thầy chỗ đó. Được chưa nào? Sao nhỉ? Ơ, thầy lại không để ý comment. Người đã hỏi là trôi đến tận lạc trôi đến tận đâu rồi. Thầy không để ý comment câu nào. À, cái tỷ lệ chỗ này đúng không? Tỷ lệ chỗ này đúng không? Ờ, đây đây. Thầy viết chỗ này là thầy viết thiếu. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn Thái Phú nha. Chỗ này là 2 x 10 mũ trừ 6, còn đây là 5 x 10 mũ trừ 7. Vậy đây là 2 x 10 mũ trừ 6 này, 5 x 10 mũ trừ 7 này. Được chưa? Có nghĩa là cái tỷ lệ này của mình ấy nó phải là bằng 20/5. Đó, nó phải 20/5. Đúng chưa nào? Đấy nha, thầy viết nó bị thiếu một cái số mũ. Đúng không? Rồi, ok, cảm ơn Thái Phú đã phát hiện ra cái chỗ là thầy viết nó bị thiếu hai cái này. Chính xác rồi. Còn bản chất thì chúng ta chia nhau thôi, không có gì phải lan tăn. Xong câu số 5 nha, xong câu số 5, cực kỳ đơn giản. Được chưa nào? Câu số 6, câu 6 thì là hơi liên quan một chút đến cái phần lớp 10. À, hơi liên quan một chút phần lớp 10. Người đọc đề chúng ta cùng nhau làm nhá. Biết điện tích của electron, đúng không? Electron là E đây. Khối lượng của E đây luôn. Giả sử nguyên tử heli, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân với bán kính như này thì tốc độ góc của electron đó sẽ là bằng bao nhiêu? Ở phần lớp 10 thì thế là các bạn khá là sợ cái nội dung này, bởi vì là nó liên quan đến cái phần tính omega các kiểu ấy, thì mọi người sẽ thấy là hơi sợ cái nội dung này luôn, đúng không? Tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ vẫn phải làm việc với nó. Thầy sẽ nhắc lại một chút nha. Câu số 6 này. Câu 6, đây chúng ta sẽ tính này. Điều đầu tiên là cái bài này chúng ta thấy là gì? Lực điện, F điện nó sẽ đóng vai trò là lực hấp dẫn, đúng chưa? Hay nó đóng vai trò lực hướng tâm để cho electron đây này, electron bay xung quanh hạt nhân, đúng không? Đó thì giữa hai thằng này có lực là lực hút, đúng không? Lực hút thì cái lực đó đóng vai trò là lực gì? F điện là lực hút này, nó sẽ đóng vai trò là lực hướng tâm để giữ cho electron luôn chuyển động xung quanh, nó không bay đi đâu cả. Thì chúng ta thay số thôi. F điện thì là gì? F điện là gì? Là K nhân gì nào? Q1, Q2 chia cho R bình phương. Đúng chưa? Thì bằng lực hướng tâm. Lực hướng tâm là M nhân A hướng tâm. Đúng chưa? M nhân A hướng tâm, A hướng tâm thì bằng M nhân omega bình nhân R. Mọi người nhớ lại công thức. Gia tốc hướng tâm thì bằng omega bình nhân R. Và vận tốc
thì là bằng omega nhân r. Đây là hai cái thông số mà mọi người cần phải nhớ nha, với phần chuyển động tròn đều, với chuyển động tròn đều. Được chưa nào? Rồi thì bây giờ ta thay số thôi. Cái này là 9 nhân 10 mũ gì? Mũ 9 nhân Q1. Đây điện tích nó là -1,6 đúng không? Rồi, 1,6 nhân 10 mũ -19 nhân cái gì? À hạt nhân của nó thì các bạn phải nhớ là gì? Đây. Biết điện tích electron đây. Giả sử nguyên tử heli, nguyên tử heli thì nhắc lại là gì? Nó điện tích của nó là gồm có 2p. Thế nên mình phải đây phải là nhân với 3,2 nhân 10 mũ -19 bởi vì là heli. Chia cho gì nào? Chia cho r bình phương. Đúng không? Chia cho r bình phương. Đó, thế thì r ở đây bằng bao nhiêu? R ở đây bằng bao nhiêu đây? R đây. R đây là 29,4 pm. P này là pico là 10 mũ -12. Vậy đây là 29,4 nhân 10 mũ -12 tất cả bình phương. Thì bằng m là 9,1 nhân 10 mũ -31 kg. Đúng không? Nhân với omega, omega bình phương mình chưa biết, nhân r thì là 29,4 nhân 10 mũ -12. Cái này không có bình gì cả. Từ đây chúng ta dễ dàng tính được omega. Và omega thì tên nó là tốc độ góc. Tốc độ góc. À, mọi người ok câu này chưa? Đấy nhá. Chúng ta chỉ cần nhớ lại cái đơn vị kiến thức là về gia tốc hướng tâm. A à, hướng tâm này chính là bằng omega bình nhân r. Thì chúng ta sẽ tính được ngay. Rất đơn giản thôi. Vậy là xong câu số 6. Đây, tiếp tục. Tiếp tục. Chúng ta đến với cái câu số 7. Đúng không? Chúng ta đến câu số 7. Đây, câu số 7 của chúng ta. Là hai điện tích Q1, Q2 cách nhau 20 trong không khí. Đẩy nhau lực là F là bằng 1,8 N. Đúng không? À, người ta cho là Q1 cộng Q2 là bằng âm 6 nhân 10 mũ -6. Và điện tích Q1 thì lớn Q2. Đúng không? Xác định loại điện tích và tính Q1, Q2. Rồi, thì bây giờ câu này thì có nghĩa là chúng ta phải tính được cụ thể nó ra. Ở đây chúng ta dùng biểu thức 1,8 là bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân K. K này, trị tuyệt đối của Q1, Q2. Chia cho gì? Chia cho R là 0,2 bình phương. Vậy từ đây chúng ta tính được tích Q1 nhân Q2, trị tuyệt đối của nó. Đúng không? Ta tính được trị tuyệt đối của nó. Mà đề bài thì lại cho là gì? Q1 cộng Q2 là bằng bao nhiêu? -6 nhân 10 mũ -6. Đúng chưa? À thì bên ta sẽ bấm này. Đây thầy sẽ bấm luôn 1,8 nhân với 0,2 mũ 2 chia cho 9 nhân 10 mũ 9. Đúng chưa? Ông này là 8 nhân 10 mũ trừ gì? -12. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có gì? Có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là Q1, Q2 của chúng ta là bằng gì? 8 nhân 10 mũ -12. Trường hợp thứ hai là Q1, Q2 của chúng ta là -8 nhân 10 mũ -12. Và Q1 cộng Q2 thì luôn bằng 6 -6 nhân 10 mũ -6 rồi. Đúng chưa? Vậy thì đây là một cái hệ phương trình quá đơn giản rồi. Chúng ta giải ra chúng ta sẽ được hai nghiệm. Đúng không? Chúng ta giải ra được hai nghiệm. Đây, ở đây này, ở đây lưu ý này. Thầy chỉ được có một nghiệm này thôi. Bởi vì còn một cái nghiệm nữa. Còn một cái nghiệm nữa đây. Thầy ra được một cái cặp nghiệm như đề bài là Q1 bằng -4 nhân 10 mũ -6 và Q2 là bằng bao nhiêu? -2 nhân 10 mũ -6. Đấy là cái nghiệm đúng của cái bài này. Nghiệm đúng của bài này. Còn một cái nghiệm của bài này nữa nha, mà khi các em giải ra, đây, cái nghiệm này là nghiệm của phương trình số 2. Còn cái nghiệm của phương trình số 1 này thì em sẽ được là Q1 nha, Q1 và Q2 nữa, đúng không? Nhưng đề bài thì lại yêu cầu là trị tuyệt đối của Q1 ấy nó phải lớn hơn trị tuyệt đối của Q2. Đó, thế nên là mình ra được cái cặp nghiệm là nó như thế này. Được chưa? Đây, nó ra cặp nghiệm như thế này. Cách giải quyết của chúng ta là rất đơn giản thôi. Chúng ta giải qua thông qua phương trình. Được chưa nào? Rất đơn giản. Câu số 7. Nào đến câu số 8. Câu số 8, thầy sẽ chữa hai ví dụ nữa là câu số 8 và câu số 9. Được chưa? Phần còn lại thì về nhà cho mọi người sẽ nghiên cứu và hôm sau chúng ta sẽ chữa tiếp. Câu số 8 của chúng ta có nội dung như sau.
Đây, câu số 8 cũng giống câu số 7 thôi. Nhưng mà nó đặc biệt hơn một chút. Nào, người ta nói là gì? Cho hai quả cầu kim loại nha, giống nhau này, tích điện và cách nhau là 10 thì chúng hút nhau, hút nhau vậy thì là hai bố này phải trái dấu rồi. Hay có nghĩa là đây là Q1, Q2 đúng không? Là phải nhỏ hơn không thì nó mới trái dấu, nó mới là lực gì? Nó mới là lực hút. Đúng không? Đây nó mới là lực hút, Q1, Q2 nhỏ hơn không. À, lực là bằng 5,4 N. Vậy đây chúng ta có là K này nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho R bình là bằng 5,4. Đúng không? 5,4. Vậy thì chúng ta thay số 9 nhân 10 mũ 9 nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho R, R là bằng 0,1 tất cả bình phương thì bằng 5,4. Hay đơn giản chúng ta tính được cái tích là Q1 nhân Q2. Nhưng mà đừng quên nó có trị tuyệt đối các em nhá. Đừng quên cái điều này. Đây thì sẽ bấm xem nó bao nhiêu. 5,4 nhân 0,1 mũ 2. Đúng nào? Và chia cho 9 nhân 10 mũ 9. Ok chưa? 6 nhân 10 mũ trừ 12. Đúng chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có hai có một cái phương trình số 1 mình chưa cần giải ra nhiều. Đúng không? Tiếp tục, trường hợp số 2. Trường hợp số 2 người ta nói cái điều gì đây? Cho chúng tiếp xúc với nhau rồi tách ra. Khi tiếp xúc, vậy thì khi tiếp xúc xảy ra sự cân bằng điện. Hai quả cầu này sẽ có điện tích lúc sau là Q1 phải bằng Q2 phải bằng Q1 cộng Q2 chia cho 2. Cái này là lúc nãy thầy đã phân tích kỹ và mọi người đều nói là ok, hiểu, đúng không? Thì nó đơn giản như này thôi. Thế bây giờ mình chỉ cần gì? Mình thay số. Thì mình lại được cái phương trình lúc sau là 5,5625. Có nghĩa là 9 nhân 10 mũ gì? Mũ 9 nhân trị tuyệt đối của Q1 phải Q2 phải thì sẽ là Q1 cộng Q2 chia cho 2 tất cả bình phương trị tuyệt đối. Đúng không? Bởi vì cái này nhân cái này bằng nhau là cái này mà. Chia cho R, đúng không? Đây. Đây khoảng cách thì lại như cũ, có nghĩa là vẫn chia cho 0,1 bình phương thì cái này là bằng 5,625. Vậy từ đây chúng ta lại rút ra được là Q1 cộng Q2. Đúng chưa? Tất cả bình, đây là 2 ở trong ngoặc nhá. Nhớ cái này trong ngoặc này. Có nghĩa là nếu mình phá ra là trên 4 ấy thì bằng cái gì? Đây mình nhân thôi. 5,625 nhân 0,1 mũ 2 chia cho 9. Đúng không nào? Cái này là bằng 6,25 nhân 10 mũ trừ 12. Đây là phương trình số 2. Chúng ta giải phương trình 1 và phương trình 2 này, đúng không? Chúng ta kết hợp 1 và phương trình 2 thì chúng ta sẽ ra được giá trị Q1 và Q2. Đừng quên cái phương trình 1 này chúng ta phải tách thành hai trường hợp là Q1 nhân Q2. Đây, Q1 nhân Q2 các em phải nhớ. Một cái là dương, một cái là âm. Nhưng ở đây nó hút nhau nên Q1, Q2 âm. Thế nên Q1, Q2 các em lấy đúng thì nó phải bằng là trừ 6 nhân 10 mũ trừ gì? Trừ 12. Bởi vì là chúng hút nhau. Thế nên nó trái dấu. Thì đây mới là cái phương trình mà chúng ta sử dụng. Chúng ta không lấy cái trường hợp dương. Kết hợp hai cái này chúng ta sẽ có hai nghiệm thôi. Đúng chưa? Đây, chúng ta sẽ có hai nghiệm. Ok chưa? Đó. Cách giải cái phương trình tổng và hiệu này thì đơn giản rồi, bạn nào cũng biết rồi. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉ còn cái bài tập cuối cùng là bài tập số số 9 nha. Mọi người đọc đề bài tập số 9 đi. Trước khi sang bài số 9 thì thầy muốn hỏi mọi người là đã ok chưa? Cái phần bài tập này đã ok chưa? Có lăn tăn gì không? Có lăn tăn gì không? Có lăn tăn gì bài 8 không? Comment thầy phát này. Thầy biết à? Còn nếu ok rồi để chúng ta tiếp tục luôn. Nào, comment thầy phát xem là có lăn tăn gì không. Comment đi, ok rồi gì? Ok đúng không? Phương trình 2 à? Trúc Huỳnh, em chưa hiểu lắm phương trình 2 của bài 8. Đây nhá, phương trình 2 của bài 8. Đâu nhỉ? Đây, thầy phải nói cặn kẽ luôn.
phương trình 2/8. Mấy bạn hiểu rồi thì bình tĩnh nhá. Khi cân bằng điện là gì? Ban đầu quả cầu này là điện tích là gì? Là Q1. Quả cầu này điện tích Q2. À. Thì có đúng là lúc này thầy nói lý thuyết không? Khi cho tiếp xúc thì điện tích lúc sau sẽ là Q1 phẩy bằng Q2 phẩy và bằng Q1 cộng Q2 chia cho 2. Đúng không? Vậy thì cái phương trình lúc sau thầy sẽ là 9 nhân 10 mũ 9 là K này. Nhân Q1 phẩy nhân Q2 phẩy. Đúng không? Chia R bình. Mà Q1 phẩy nhân Q2 phẩy thì là cái này bình phương. Đúng không? Q1 cộng Q2 chia cho 2, tất cả bình phương chia cho R. Đúng không? Đây nhìn đây này. Nhìn đây này. Hai cái này nó bằng nhau. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉ còn câu cuối cùng thôi, là câu số 9. Mọi người cùng đọc đề nha. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc cái buổi ngày hôm nay với cái dạng số 1. Nào. Trong không khí hai quả cầu nhỏ khối lượng là 0,1 được treo vào một điểm bằng hai sợi dây nhẹ. Đúng không? Rồi, khối lượng bằng nhau, có độ dài bằng nhau. Cho hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau, vậy là hai điện tích phải cùng dấu. Khi hai quả cầu cân bằng thì dây treo hợp với nhau một góc là 30 độ. Phần này thì liên quan một chút đến lớp 10. Đúng chưa? Đấy nha, nhìn đây này. Ban đầu là hai quả cầu nó nằm ở đây. Và sau đó thì người ta thấy là nó đẩy nhau lệch lên đây. Đây là hai quả cầu. Và góc này thì là bằng 30 độ. Vậy thì mỗi cái góc nhỏ này của thầy sẽ là bằng 15 độ. Đúng chưa? Mỗi góc nhỏ này là bằng 15 độ. Đây, hai quả cầu nó sẽ đẩy nhau như này. Rồi, thì bây giờ mọi người sẽ hiểu hiện tượng ở đây. Là hai quả cầu nó đẩy nhau như này thì để làm dây treo nó lệch ấy, thì cái lực làm lệch này chính là lực điện. Hai quả cầu phải tích điện là cùng dấu F điện. Bên này cũng thế. Và vì chúng ta thấy là hai cái vật này giống nhau, thế nên thầy chỉ cần xét cho một bên là xong, F điện nha. Thế bây giờ thầy sẽ đi phân tích lực tác dụng của cái vật này, xem là có lực nào tác dụng của vật này. F điện là 1 này, có trọng lực P này, và có lực căng dây T. Đúng chưa nào? Đây, nó có ba cái lực như này, ba cái lực như này. Ok chưa? Rồi, thế thì để làm được cái này thì chúng ta biết là lớp 10 mình đã làm quen thuộc rồi, là mình chọn một cái phép mình chọn một cái trục là XOY. Đúng không? Mình cứ chọn một cái trục là XOY như này. Đúng không? Thế thì ở đây nha, lực điện này và lực P là theo trục X và trục Y rồi, mình không lo. Mình chỉ lo mỗi cái lực T thôi. Thì T mình sẽ chiếu theo quy tắc hình bình hành. Nghĩa là từ T, chúng ta coi T là một cái đường chéo của hình bình hành. Và cụ thể là hình chữ nhật luôn, chúng ta tách nó thành hai phần như này, là TX và TY. Đấy, là TX và TY như thế này. Góc này là 15 độ, thầy ký hiệu là góc alpha đi cho nó tổng quát, thì góc này cũng là alpha. Đúng không? Vậy thì từ cái lực T ấy, thì thầy thấy là lúc này T nó được tách thành hai lực, và nếu chúng ta dùng hàm lượng giác thì chúng ta biết TX đây, TX đây nha. À chết, viết này thì hơi ngược, ở đây là TY, còn đây là TX. Đúng không? Trục ngang phải là X, trục đứng là Y. Thằng Y này nó là cạnh kề với cái góc alpha, kề nên nó phải là gì? TY phải là bằng T nhân cos alpha. Tương tự thì TX nó phải bằng T nhân sin alpha, cứ thằng sin thì thằng cos. Mà chúng ta thấy quả cầu nó nằm im ở đây, nằm im ở đây. Ban đầu nó có ba lực là T, P và F. Đúng không? Nhưng mà T thì thầy tách thành hai lực, vậy thì ở đây nó sẽ có bốn lực. Bốn lực theo phương OX thì có hai lực là TX và F điện. Theo phương OY thì nó có hai lực là TY và P. Và để cho vật cân bằng thì các lực trên phương X phải bằng nhau, lực hướng lên trên, lực hướng sang phải phải bằng lực hướng sang trái, phải bằng nhau. Thì có nghĩa ở đây là F điện là bằng F điện là bằng TX ở dưới này, F điện là bằng TX. Tương tự OY thì P phải bằng này, đúng không? OY thì đây sẽ là P. Đúng chưa? Vậy nếu mà thầy lấy hai cái phương trình này thì chia cho nhau. Đúng chưa? Lấy phương trình dưới chia phương trình trên thì sin chia cos thì sẽ là bằng tan alpha. Đúng không? Cái này nhá, chia cái này, lấy cái dưới chia cái trên. Đúng không? Lấy cái 2. Đúng chưa? Lấy 2 chia cho 1. Đúng chưa? Thì cái này chia cái này là tan alpha thì sẽ bằng F điện chia cho gì? Chia cho P. Và đây là hệ quả quan trọng của cái bài toán là dây treo bị lệch nha. Các bạn có thể nhớ để nếu mà chúng ta làm bài tập trắc nghiệm thì làm cho nó nhanh và đẹp ra. Ok chưa nào? Đấy, nó ra hệ quả như này. Vậy thì đây chúng ta chỉ việc gì? Chúng ta chỉ việc thay số thôi. Tan alpha, đừng lấy alpha 30 độ, mà alpha phải nhớ là alpha hợp với phương thẳng đứng.
alpha bằng 15 độ. Vậy đây là tan gì? Tan 15 thì bằng gì? F điện chưa biết, đang cần tìm, chia cho P. P là bằng Mg, đúng không? Mg, M bằng 0,1, 0,1 nhân G, vậy là bằng 1 Newton. Vậy chúng ta tính được F điện đơn giản là bằng tan tan 15. Ok chưa? Đấy, nào bạn nào chưa hiểu gì thì hỏi luôn thầy phân tích cái câu này. Được chưa? Rồi, xong câu này là chúng ta có thể tự tin để làm những cái bài toán về tương tác hai vật rồi. Nào, ok chưa? Comment thầy phát nào xem là có lăn tăn gì không. Nào comment nào. Lương Thịnh, hệ quả cứ bài nào dây treo bị lệch thì chúng ta có thể áp dụng hệ quả thầy đóng khung là cái lực gây ra sự lệch đấy chia cho trọng lực thì bằng tan góc alpha, thì mình áp dụng cho nó nhanh. Nhưng mà các em lớp 11 ấy mà vẫn làm tự luận, bạn nào thi tự luận thì vẫn nên là biết cái cách là trình bày rõ ràng như thế này. Ok chưa các em? Rồi, thằng Thái Phú thằng này rất tinh ý luôn. Thầy lại nhìn nhầm cái này là 0,1 kg. 0,1 gam chúng ta phải đổi ra kg là 0,1 nhân 10 mũ trừ 3 kg. Đúng chưa? Vậy đây nhân với 10, vậy là 10 mũ trừ 3. Nha. Đây phải 10 mũ trừ 3, vậy là tan 15 nhân 10 mũ trừ 3. Như thế mới đúng. Cảm ơn Thái Phú. Chính xác luôn. Nha, đây nó là gam chứ không phải là kg. Mình phải đổi ra kg như này mới đúng. Chính xác rồi, Phú nói chính xác chỗ đấy. Đúng rồi, thầy chưa đổi đơn vị. Thầy chưa đổi đơn vị, chính xác luôn. Ok chưa? Rồi, đấy nó phải là 10, phải đổi ra kg. Đúng chưa nào? Đúng chưa? Chính xác rồi, vậy là nó ra 2,679 nhân 10 mũ trừ 4, hay có nghĩa là 2,7 nhân 10 mũ trừ 4, đáp án C. Đúng chưa? Đấy, nó ra đáp án C. Ok chưa? Ok, ok. Rồi, vậy là xong. Vậy là xong bài học hôm nay. Nào, trước khi mà chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay thì thầy có một cái lời khuyên nữa cho các bạn, để các bạn học thật tốt cái môn vật lý, và không chỉ môn lý, tất cả bài đâu. Mặc dù hôm nay là chúng ta học nhau 2 tiếng rồi, khá lâu và mệt đúng không? Nhiều bạn chỉ muốn xong để nghỉ thôi. Thầy nghĩ là